Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại cây viết vô cùng thân quen, Trần Văn, người dường như đã gắn liền với sự yêu thích của bà con khán giả của kênh Đất Đồng. Ngày hôm nay Trần Văn quay trở lại với một tập truyện ngắn, nhưng sẽ không nằm trong series về anh Toàn Pháp Sư đâu. Trần Văn có nói là viết một tập truyện của anh Toàn thì thực sự cần cái cảm hứng rất là nhiều. Tại vì những cái đoạn hội thoại, những cái câu nói chuyện rất là đời sống và đầy những cái tính tung hứng ở trong đó, thì cần có một cái cảm hứng nào đó. Và cũng cần một cái thời gian thai nghén và suy nghĩ chuẩn bị rất là lâu. Vì vậy mà hiện tại thì tập tiếp theo của series về đề Tam Pháp Sư thì vẫn chưa có hẹn ngày trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghe một tập truyện ngắn của Trần Văn, Ma Đề. Thì trong câu chuyện này cũng sẽ có một cái sự quay trở lại của một nhân vật mà quý thính giả đã từng lấy được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả trong thời gian trước, ở trong tập truyện Xóm Nhỏ Bắc Ma Gia. Đó là nhân vật về Năm É đó. Ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe truyện ngắn của Trần Văn nhé, Ma Đề. Nghĩa địa càng về khuya càng lạnh lẽo. Tiếng quạ réo, tiếng chó xa xa cứ vừa tru vừa sủa lên từng tiếng vọng lại. Giữa cái khung cảnh rợn người đó, ấy vậy mà có bóng dáng của ba người đàn bà và hai người thanh niên đang lần mò đi qua từng ngôi mộ. Tài xách theo mấy bó nhang với mớ đồ cúng. Thằng Hai Đía thắc mắc: Ủa cô Tư, đi cầu số thì đem theo loạn nhang nhỏ nhỏ được rồi, đốt có vài cây thôi mà mặn quá lên vậy? Cái này đốt nhang đặng cầu số hay là đốt cái nghĩa địa mà mua chi ba bốn bó với thằng ông vậy? Cầu số mà đốt ba cây nhang là xưa rồi con. Đốt như vậy nó không có thành tâm. Tao đốt một lần nguyên bó cho người âm họ thấy mình có tâm, đặng người ta còn cho số. Với lại nó còn có công dụng đặc biệt mà mày không có ngờ tới đâu. Gì ghê vậy cô? Công dụng gì? Thì vừa đốt nhang cầu số vừa ung mũi luôn. Công dụng hai trong một đó mày. Dữ vậy ha. Cách vậy mà cũng nghĩ ra được. Con bái phục cô luôn rồi đó cô Tân. Mà cô ba đi cầu số hay đi chơi trung thu mà mặc đồ vàng khè như cái nồi chè vậy? Còn cầm theo cái lược gì? Bà Ba Loan nãy giờ là người run nhất, cứ bấu víu vô giặt áo bà Chính Hu mà sợ hãi. Nghe hỏi thì mới giải thích: Bày không có biết gì hết, tao sợ ma mà mày. Ôi rồi sợ ma mình thì đem roi dâu hay tỏi gì theo, chứ mắc gì đem cây lược. Bộ cây lược đó được làm phép rồi hả cô bà? Không phải, tao nghe nói mình mặc áo vàng cầm theo cây lược vậy nè, mà lỡ có gặp ma thì mình thủ thế tàng hình, mà anh không có nhìn thấy mình. Tao rủ bà Tư Cổ với bà Chính Hô làm theo, mà hai bà chửi tao xàm. Chửi tụi đi ha, lát mà gặp ma thiệt là tôi tàn hình trước ráng chịu. Thằng Ba Bảo bụm miệng cười. Trời ơi, vậy rồi ai chỉ cô cái cách ác nhường vậy? Trên mạng nó chỉ vậy đó mày. Ủa rồi tỷ dụ như gặp ma đó, rồi mình làm sao đi tàn hình? Thì một tay chống nạnh, một tay đưa cái lược lên đầu là tàn hình liền ha. Trời ơi cô ơi, con sợ cô luôn á. Cách tàu lao vậy mà cũng nghe nữa. Trên mạng đúng là thể loại gì cũng có. Hai Đía chợt nghĩ ra gì đó, nó nói: Thôi kể đi, mà cô ba sợ ma hả? Để con kể cái chuyện này vui vui cho cô đỡ sợ nha. Ê, chắc vui mới kể nghe thằng quỷ. Trời ơi yên tâm, tao vui luôn. Ta nói bữa hổm cha Sáu Xị đi nhậu, về ngang qua cái chùm mã của bà Tấm Đen, gậy cũ ông hồi xưa. Trời ơi ta nói xỉn vô rồi. Nhớ lại cái chuyện hồi xưa bà phụ tình ổng. Cái ông ngồi xuống kế cái mã của bà, ông chửi một hơi. Xong lát đi về. Đang đi gì đó
tự nhiên có cái giò của ai lãnh ngắt đưa ra gạt giò ổng. Ông té cắm đầu xuống sình luôn. Hên sao mà cái đầu còn ngóc lên được à? Thằng Tí nó đi soi ếch, nó nhìn nó tưởng ma da, nó là lạng là xóm lịch. Trời ơi, lát sau người ta lợi thì thấy đó là ổng chứ không phải ma da. Thấy vậy mới nắm động lôi lên. Về nhà bị hành cho bệnh cả tuần lễ luôn. Đi coi thầy thì nói là bị bà Tám Đen bà hành, cúng kiến gì đó mới hết á. Mày kể tới khúc mắc cười chưa? Rồi đó. Hên là ổng đi đường đất nha. Chứ giả dụ bây giờ mà ổng đi ở nghĩa địa đó, toàn mã không vậy nè. Lỡ như cái giò đó ai lú ra, cái mình té, không nhào đầu xuống sình, mà nhào trúng vô mấy cái mã chắc bể đầu luôn á. Ôi da, cha mẹ mày, mô Phật bể đầu. Trời ơi, mô Phật, con chỉ đi cầu số thôi, không có phá phách gì ai. Ông bà cô bác đừng có chơi con vậy chứ. Nam mô A Di Đà Phật à. Thằng Hai Đía còn chưa nói hết câu thì bà Loan đã nhảy dựng lên, rồi liệu một hơi, khiến cho thằng Ba Bảo với Hai Đía cười lên khằng khặc. Bà Chính Hô với Tư Khổ thì không hiểu chuyện gì, nên mới dai qua hỏi, thì biết vừa có một vật thể gì đó gạt trúng giò bà ba. Đang trong cái lúc kể chuyện bị ma gạt giò mà lại gạt trúng thiệt, hỏi sao bà không nhảy dựng lên. Trong khi bà ba đang chắp tay vái ly lịa thì hai thằng đó vẫn đứng cười. Tư Khổ mới lên tiếng là: hai cái thằng quý này, cười cái gì mà cười hoài vậy? Mắt thằng bố hả? Đang trong nghĩa địa nghe mày, ai nhập tụi mày ha? Bà Bảo ngưng cười, cầm một cái đoạn cây mục lên rồi nói: có ai gạt giò bả đâu. Thấy bả nhát quá, hai đứa của con kể chuyện nó ra hù bả chơi thôi. Có gì đâu mà sợ dữ vậy không biết nữa. Nè, cúc cây mục con mới lụm nè, chứ còn ma nào. Thì thiệt ha, mẹ bà hai cái thằng bay chơi mất dạy, lỡ tao xỉu luôn rồi sao? Xỉu thì lát tỉnh, chứ ai khiêng cô về nổi. Bà Chính Hồ tặc lưỡi nói: tụi bay đi cầu số mà cứ giỡn hết hoài à. Rồi thằng Báo, mà dẫn đường tới cái mã nào? Gần tới chưa? Sao mà lâu dữ vậy? Đây nè, đây nè, tới rồi. Trời, mộ trinh nữ nha, linh dữ lắm. Đầu đầu để tao coi cơ của ai, để tao gian giái xin người ta một tiếng cái. Ê, trời trời đất mẹ ơi, trên bà nội tao chứ Trinh. Bà già 80 tuổi mày kêu mộ trinh nữ hả? Chắc trên cái lỗ chân lông á. Tư Cậu nghe vậy cũng ráng chen vô coi. Ở đâu đâu đâu, trời trời đất ơi, đúng rồi, Hưởng Thọ 80 tuổi. Mẹ bà nè, bà Chính Hồ xấu vậy mà còn có người hút. Không lẽ trên đời có người xấu hơn bà tới nỗi 80 tuổi còn trinh sao? Chính Hồ lên giọng: ê ê ê, nè 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 nè, tin tôi hút bà luôn không? Tôi xấu ăn hết của nhà bà hay gì? Mắc gì lôi tôi ra nói vậy? Tôi xấu mà cũng có người hút, đỡ hơn bà. Bà đẹp quá à. Ở vậy tới giờ không ai hút đó. Giữ cái ngàn vàng xuống mộ luôn hay gì? Tin tôi giết bà chôn luôn xuống ngay tại đây á, là có cái mộ trinh nữ liền không? Xin lỗi bà, tôi long trọng cải chánh cho bà biết nha. Tôi thì không có chồng, nhưng mà cũng không có còn nguyên đâu nha. Tấn vàng xài còn không đủ, chứ ở đâu mà ngàn cây ăn nhầm gì. Trời ơi, tưởng gì, lăn chả với trai mà cũng khoe nữa. Bà Bảo càng ra: Thôi, cho con càng đi. Nghe con nói nè, cái mộ này á là mộ người em của bà cố con. Con kêu bằng bà cố Út á. Nghe kể lại là hồi đó bà cố Út có quen ai mà gia đình cấm cản. Người kia buồn quá mới đi lính, rồi tử trận luôn. Bà cố Út mới buồn quá thề là thủ tiết suốt đời. Cho nên con chắc chắn này là mộ trinh nữ á. Mày kể tao nghe thấy cũng phải. Thời đó mấy cái chuyện trai gái có khi nắm tay chưa dám, chứ nói gì vượt qua dòng lễ giáo. Nhưng mà sao không kiếm mấy cái mã trẻ trẻ đó, trinh nữ chết trẻ mới linh. Cô hay quá, vợ quen bữa trước bữa sau nó dắt vô hồ teo hết rồi, ở đâu mà trinh trắng nổi gì. Nhiều khi nhìn tưởng con nhà lành,
chứ cái bụng phình hồi nào không hay. Kiếm cái mã này là ngon rồi, thôi bại ra cũng lẹ đi, sắp tới giờ linh rồi đó. Cả bọn bài đồ cúng ra, có bánh trái vàng mã, đèn cầy, nhang. Bà Tư đốt nguyên một bó lên, khói bài nghi ngút, làm cho cả bọn bị sặc mà ho lên sù sụ. Bà Chính Hô vừa vỗ ngực, vừa nhăn mặt nói: Trời đất ơi, đốt dựa thôi bà Tư, đốt một lát người ta tưởng cháy nghĩa địa, người ta ra coi là báo nữa đó. Tào lao quá bà ơi, để yên tôi khấn coi. Trên mâm cúng còn có cái trứng gà so mà thằng Bảo mới chôm của nhà nó hồi chiều. Bà Tư cầm cái trứng xăm sôi một lát rồi hỏi: Mày có chắc cái trứng này là trứng so không mày? Chắc chứ, con gà mái con nhốt trong lòng từ nhỏ mà, cho ăn riêng, không có tiếp xúc với gà trống luôn. Chẳng những trứng này là trứng so, mà nó còn là trứng trinh trắng 100%. Con canh con gà nó đẻ, còn lấy tay con hứng mà, không cho cái trứng gà nó rớt xuống luôn. Cầu số mà có tâm vậy là thôi đi chứ trời. Hay lắm con trai, gà đẻ mà dám nhìn, còn hứng nữa. Chuẩn bị mua thuốc trị lang ben đi con, nhìn gà đẻ là bị lang ben đó. Tư Khổ là người đứng ra khấn vái. Sau một hồi, bà ta bắt đầu đặt cái trứng gà đứng lên theo chiều dọc, rồi buông tay ra. Theo lẽ thường, cái trứng gà không thể nào đặt đứng được. Nhưng khi cầu số, họ sẽ đặt đứng rồi buông tay ra, vừa đặt vừa đếm, cho tới khi nào cái trứng nó đứng được thì thôi. Họ sẽ đếm số lần đặt, cái trứng gà đứng được ở lần đặt bao nhiêu thì ngày mai đánh số đó. Tư Cổ cứ làm như vậy cho tới 100 lần, nhưng quả trứng vẫn không đứng. Nghĩ là do không hợp mạng, nên lần lượt những người khác đều làm, nhưng kết quả vẫn không được. Cả năm người thất vọng lắm. Tư Cổ thở dài: Ôi, cầu cái cách này nó không linh rồi. Giờ chắc chuyển qua cách thứ hai, gọi hồn nhập xác đi. Không biết bà Tư học ở đâu được cái cách gọi hồn người chết về nhập xác để xin số mà bài cho cả bọn làm. Cũng không ai có ý kiến gì, vì những cách này họ đã thống nhất với nhau từ trước rồi. Bà Tư đốt bó nhang khác lên, rồi cầm thành một vòng tròn lớn, vừa đủ cho một người ngồi vô trong. Bà hỏi ngày tháng năm sinh của từng người, tính toán cái gì đó một lúc. Bà kêu thằng Bảo ngồi vô để cho hồn nhập vô, vì bà nói nó là đứa nhẹ vía nhất, hồn dễ nhập vô nhất. Nó cũng nghe, vô giữa ngồi xếp bằng ngay ngắn, không phản đối gì. Bà Tư lại nói với hai đứa: Nè nè, mày đưa cây đèn pin sát lại cho tao thấy đường coi. Tất cả tập trung thành tâm vô, bài khấn hơi dài á. Hai đứa đưa cây đèn pin tới gần hơn. Bà Tư móc trong túi ra một tờ giấy, rồi bắt đầu đọc khấn: Hôm nay em mặc một chiếc váy thật đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa túc cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Chợt thằng Ba Bảo đưa tay ra cản lại: Ê, khoan, trời ơi, mình đi cầu hồn chứ có phải cầu hôn đâu. Cô đọc gì vậy cô Tư? Cô mặc bà ba đi dép lạo, tay cầm nhang, chứ có mặc váy đi dài cầm hoa hồi nào vậy? Dòng cái thứ mà khấn gian dối kiểu này á, dễ bị bẻ cổ lắm nè. Ủa chết mẹ, cái gì vậy trời? Tao dựa tên cái bài cầu hôn để viết lợi thành bài cầu hồn, kêu cái thằng kia nó in ra, mà chắc nó in lộn mẹ rồi. Trời ơi, hên mày cắn tao kịp á, chứ đợi tao đọc hết bài, chắc lát dòng nó theo tao về nhà cả nụi luôn, ngồi sập bàn thờ luôn quá. Trời ơi, làm ăn ấu tả vậy bà Tư? Rồi bây giờ sao? Không sao, để tôi chế được. Rồi bây giờ tôi đọc lại nha, tôi vẫn còn nhớ mang máng mà. Thành tâm vô, để tôi ráng nhớ coi. Rồi, nhớ rồi. Tất cả tặc lưỡi thở dài để chờ bà Tư đọc tiếp. Bà hít một hơi thiệt sâu rồi bắt đầu đọc:
Hôm nay con mặc một chiếc áo bà ba, đi đôi dép lào mới mua 20. Trên tay con cầm một bó nhang trầm hương, tỏa ra một mùi dịu nhẹ. Người có thích nhang không? Thích thì người hãy về đây ngay. Lòng thành con dân đủ lớn để người về đây nhập xác phàm trần. Người hãy cho số đi, người hãy cho số con đi. Đừng lặng im như thế. Cho số trúng rồi, còn cúng người con heo. Khấn tới đó, người thằng Bảo bỗng dưng giật giật mấy cái. Chính Hồ la lên: Vô 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 rồi bà Tư, bà khấn hay quá. Bà chế cái bài hát còn vậy mà linh nghiệm đó. Hỏi lẹ đi. Bà Tư giật mình hỏi ngay: Cho hỏi dòng nào ngữ trong xác này, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, vì sao lại chết? Kiến. Hả? Dòng kiến hay là dòng tên kiến? Trời ơi, con nói là kiến nó cắn con, dòng nào vô đâu mà vô. Ôi da, chết mẹ, phỏng tay luôn rồi cô Tư ơi. Thì ra là kiến cắn, nên thằng Ba Bảo mới giật giật như vậy. Nó đưa tay xoay người để gãi, thì trúng vô mấy cây nhang, làm tay nó phỏng hết mấy lỗ. Bà Tư than thở: Trời ơi, vậy mà bà chính bà tào lao. Mày gái lẹ đi, gái rồi thì ngồi ngay ngắn lại, để tao khấn tiếp nè. Thằng Bảo dù ngứa lắm nhưng cũng ráng ngồi. Bà Tư vẫn đọc văn khấn tiếp. Ngồi một hồi lâu quá, thằng Bảo thấy chán nản. Nó chợt nghĩ: Mình tuổi con cọp, tính ra thì nặng vía thấy bà, chứ nhẹ hồi nào mà bà kêu vô đây ngồi vậy trời. Mà bà Tư đó giờ bà biết cái mẹ gì về tâm linh đâu, mà bà nói người này nhẹ, người kia nặng vía chứ. Chắc bà nói đại thôi. Bây giờ ngồi đây kiến cắn hoài, chắc lát banh cái đít luôn. Bây giờ sao ta? Hay giả bộ bị nhập đi, cho đại cái số nào đó rồi về đi cho rồi. Nghĩ như vậy đó, nhưng mà nó chưa có vội làm. Ngồi thêm hồi lâu nữa vẫn không thấy khả quan hơn. Nó thì đòi nghỉ đi về, nhưng mấy người kia vẫn cứ tiếp tục kiên trì. Hồi lâu chịu không nổi nè, nó mới giả bộ rung mình, mắt trợn ngược lên, thở khò khè như bị ai bóp cổ. Bà Tư mừng rỡ kêu: Vô thiệt rồi. Cho hỏi dòng nào đang ngự trong xác, tên họ là chi, nam hay nữ, nhiêu tuổi? Nó nói bằng cái giọng như người sắp đứt hơi, chữ được chữ mất, nghe như đang bị ai đó bóp cổ vậy. Đi xin số hay đi điều tra nhân khẩu mà hỏi nhiều vậy? Tên Tùng, chết do đi cầu số. Ủa, dạ, đi cầu số sao chết? Cầu được dông lên rồi mà không hỏi số, chỉ hỏi tào lao nên bị bóp cổ chết. Bởi vậy mới nói chuyện khó nghe vậy nè. Nghe vậy, cả đám sợ xanh mặt luôn. Bà Tư chắp tay khấn liền: Vậy thôi con không hỏi nữa, xin người đưa đường dẫn lối cho con, chỉ cho con một con số đi. Con mà trúng, con cúng một con heo. Thằng Bảo còn chưa kịp nói gì thì nó thấy phía sau lưng bà Tư bỗng xuất hiện một cái bóng ma áo trắng, ngồi lù lù trên ngôi mộ. Nó mới trừng mắt chỉ tay về phía trước mà ấp úng: Mà. Vừa nói, nó vừa định ngồi dậy để bỏ chạy đi. Bà Tư liền ra lệnh: Đè nó xuống, coi chừng nó chạy đó. Đám người bà Tư đang ngồi đối diện với thằng Bảo nên không thấy được con ma. Nó thì muốn đứng lên để chạy. Thằng Hai Đía với bà Ba, mỗi người một bên, đè chặt vai nó xuống. Bà Ba vừa ra sức đè vừa nói: 33, nó nói số 33 đó. Hỏi lại coi, có phải bà Ba không bà Tư? Dạ, người cho con số 33 phải không? Bà Tư gật gù: Vậy là đúng rồi đó, số 33 đó, con đổi ơn người nha. Cái dòng phía sau bỗng cất tiếng cười,
khiến cho cả đám quay đầu lại nhìn. Nó mỉa mai. Đi cầu số mà không lựa ngày, trúng ngay 16. Đi kiếm lọc hết rồi, có ai đâu mà cầu vậy không biết nữa. Dù có gan lớn cỡ nào, khi thấy hồn ma đứng sừng sững vậy, hỏi ai mà không sợ cho được. Cả đám tóc dọ lên bỏ chạy. Bà ba yếu hơn nên bị bỏ lại phía sau. Bà ta gọi Giới theo. Chờ tao Giới, chờ gì bỏ con giữa chợ vậy? Còn thằng Báo nữa tụi bay ơi. Trời ơi, bỏ nghĩa địa chứ bỏ giữa chợ hồi nào. Mà nay nó chạy đi, thằng Báo nó bị trông nhập rồi. Ma thì có sợ ma nữa đâu mà chạy. Cô không chạy nổi thì lấy cây lược ra tặng hình đi. Bà ba mệt quá, chạy không nổi nữa, mới đứng lại thở hổn hển. Thấy con ma bay tới, bà vội đứng vô cái thế một tay chống nạnh, tay kia cầm lược đưa lên đầu. Con ma đi tới nơi, vậy mà không thấy bà ta thiệt. Nó dừng lại thở dài, tặc lưỡi tiếc rẻ. Tối ngày trong nghĩa địa gặp toàn ma không à, chán muốn chết. Lâu lâu có người vô chơi một lần mà cũng bỏ chạy nữa, ghét thiệt chứ. Có cái bà mập mập mặc áo vàng kia, bà coi vậy mà cũng chạy nhanh dữ, mới đó chạy mất tiêu rồi. Bà ba mới mừng thầm trong bụng. Hên quá, vậy là nó không thấy thiệt rồi. Mô Phật à, thôi mày đi lẹ lẹ giùm tao một cái. Thế nhưng mà con ma lại leo lên một cái mã gần đó, nằm dài ra rồi nói. Ôi, nằm đây nghỉ mệt, ngắm trăng chút coi. Nãy mới ăn no mà chạy, nó sốc hồng quá. Trăng đêm nay đẹp ghê mày. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Ơi, mà trăng có phải của ông nội để lợi đồng bán, tánh kỳ ghê. Bà ba rơi vào thế kẹt. Bây giờ không lẽ đứng đó như tượng đài, mũi nó cắn một hồi cũng chết, chứ đâu phải chơi đâu. Mà nếu chạy thì không chạy nổi, bà chỉ đành giái cho con ma sớm đi khỏi đó mà thôi. Thế nhưng mà con ma nó chơi cắt cớ, nó không chịu đi mà cứ nằm ở đó hoài, vừa ngắm trăng vừa ngâm mấy bài thơ tào lao mà nó tự chế ra. Vừa ngâm vừa cười một mình như con điên vậy. Vừa mỏi vừa bị mũi cắn, nhưng bà ba không thể làm gì hết. Lát sau có con mũi đòn sóc, nó ghim một phát vô mặt, khiến cho bà chịu không nổi, giật nảy người lên. Bà đưa tay tát một cái búp vô mặt, vừa tát vừa chửi. Mẹ bà mày, con mũi mất dạy. À, thì ra bà già nãy giờ trốn ở đây. Tôi gặp bà rồi nghe, ở lại chơi với tôi đi. Chết mẹ rồi. Bà ba quăng luôn cây lược bỏ chạy. Con ma đứng đó cười ngặt nghẽo. Cái bà già khùng, nãy giờ chắc mũi cắn đã đời rồi, nghĩ gì lấy cây lược đăng tàng hình, vậy cũng tin được, đúng là đồ tào lao. Rồi nó lắc đầu. Ôi, đề đớm có lợi gì đâu mà cứ lao đầu vô vậy không biết nữa. Tao mà biết nó ra số gì, tao cho người nhà tao quánh nặng dạo lên rồi, chứ hơi đâu cho tụi mày chi. Vậy mà cũng ráng đi cầu số, chán mấy con mẹ này thiệt chứ. Lại nói tới thằng Bảo, nó cũng sợ cho nên hai cái giò rung lên cầm cập. Lại ngồi giữa mấy cây nhang cho nên khó khăn lắm mới đứng lên chạy đi được. Vì nó chạy khác đường nên không có gặp bà ba. Nó lại giận đám người này không chờ nó mà bỏ chạy trước, nên không hề nói ra cái vụ nó giả bộ bị dông nhập. Ngày hôm sau đám người kia xuống xác số 33. Kết quả là ai nấy đều thua rất nhiều tiền. Mấy ngày sau, trong bữa nhậu nó mới lè nhẹ kể ra. Đám người kia tức mình, chửi cho nó một trận, rồi giận hờn, nghĩ nói chuyện hết cả tuần lễ. Cũng từ đó mà người ta kêu nó là thằng Ba Báo, chứ không kêu Ba Bảo nữa. Nó chết danh luôn. Và cũng từ đó, cả đám bỏ luôn cái việc đi cầu số.
kết quả và đặc biệt. Các vé mang số tận cùng 0039997, tức là 003.997. Mỗi vé trúng 2 tỷ đồng. 4 giờ 35 phút chiều, khi giải trúng cuối cùng của công ty xổ số đã xổ xong, thì cũng là lúc quán Tư Cộ chìm trong không gian im ắng đến não nề. Im ắng không phải là vì không có người. Quán hiện có tới hơn chục người, nhưng ai nấy đều đang ngồi thất thần, vẻ mặt ngao ngán, khẽ buông những tiếng thở dài cùng với ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa xăm. Nhìn khung cảnh cũng đủ hiểu, chiều nay tất cả đều thua đề. Trong không gian ảo não đó, đột nhiên có một đoạn nhạc vang lên kèm câu hát như vậy: ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Một bà thím mới cất tiếng hỏi: trời ơi, bộ hết bài rồi ha? Bà mở cái bài gì đúng tâm trạng dữ vậy bà Tư? Đâu có, tôi mở hồi nào, rảnh đâu mà mở. Của con, chuông điện thoại con đó. Ở đâu, nghe nè. Thằng bà báo vừa nghe điện thoại, vừa đi ra khỏi quán. Bà Chính cảm thán nói: bà nói, chơi đề mà cài chuông kiếp đỏ đen mới chịu à. Má nó ra, bữa nay banh xác luôn. Bà Ba Loan chẹp miệng lên tiếng: mẹ bà, mua 3979, nó ra 9397, coi tức ói máu không? Bà cỡ tôi không? Tôi mua 96 nó ra 97 đó, xem chút có tiền trả nợ rồi. Ôi còn tôi nè, mua con chó nó ra con quỷ sứ gì đâu không à, xui tận mạng luôn. Thế là mỗi người một câu góp vô, cái quán nhỏ lại xôm tụ lên những tiếng bàn tán, đều là những lời tiếc rẻ tức tối. Bà Tư hỏi bà Ba: ủa bà Ba, bà thấy cái gì mà nay xuống xác 3979 vậy? Trời ơi, hồi hôm chim bao thấy thần tài vô tới nhà, ông còn cười với tôi nữa, tưởng bữa nay hốt bạc rồi, ai dè muốn hốt cốt luôn à. Thần tài hả? Thì 3979 đúng rồi. Mà bà thấy vậy thôi, hay còn thấy thêm gì nữa không? Ông vô nhà bà vậy thôi đó hả? Ông vô nhà ông xin tôi miếng nước, tôi rót mời đàng hoàng. Ông uống một hơi rồi cái ông úp cái ly lại chỗ cũ. Xong rồi cái nhìn tôi ông cười, cười xong biến mất à. Bà Tư tặc lưỡi một hơi dài rồi trách: trời ơi bà Ba, miếng ăn tới miệng rồi còn để ruột. Ông mách nước tới cỡ đó mà bà còn không trúng nữa thì thôi à. Bà bỏ chơi đề đi bà Ba ơi. Hả, sao? Thì thần tài 3979 phải rồi, bà cũng mới nói đó. Bộ mới cập nhật số mới cho ông thần tài ha. Bà bỏ qua cái chi tiết mấu chốt cực kỳ quan trọng rồi. Cái gì vậy? Thì cái lúc ông uống nước xong ông úp cái ly lại đó, ý nói là chị phải mua ngược lại. Trời ơi, mà phải bà kể tôi sớm mà bữa nay ngon rồi. Hé, sao không nghĩ tới cái đó ta? Ông là thần thánh, ông đâu có nói hoạch tẹt ra được đâu. Gợi ý như vậy mà bà còn thua nữa. Ôi, thôi bà bỏ đánh số đi là vừa bà Ba ơi. Bỏ hay sao được, bỏ. Giờ bỏ lấy cái gì trả nợ? Tại xui thôi. Tối nay đi ngủ sớm, coi coi ông có về cho số lần nào nữa không. Ngày mơ gỡ lại, lấy cả vốn lẫn lời luôn. Bà Tư lắc đầu, quay qua hỏi bà Chính. Ủa rồi bà Chính, bà thấy gì mà mua con chó? Thì tôi thấy con chó nó sủa, thấy con vậy thôi hà. Còn bạn gì nữa anh vợ? Vậy mà nó không ra, có nghiệt ngã không? Khoan, con chó nó sủa làm sao? Sủa mấy tiếng? Để nhớ coi, hình như là thua sủa từng tiếng thì phải.
Ôi, người ta nói chó sủa một tiếng là sủa ma, ba tiếng là sủa người. Bà nó sủa một tiếng nghĩa là nó sủa ma, bà phải quánh con ma. Hồi nãy nó ra số con ma đó, bởi có lộc mà không biết hưởng. Thôi đi bà nội ơi, số ra rồi cái bà bàn hay thấy sợ. Bà hay quá sao bà không tự bàn tự quánh đi, hay quá mà cũng thua như ai. Lộc ai nấy hưởng bà ơi, tôi mà quýnh ké lỡ nó hết linh, bà đổ thừa tôi sao? Tôi mệt quá, dù sao cũng thua rồi, vì ăn cơm rồi đi quánh bài, mời gỡ lại chứ biết sao giờ. Bà Chính đứng dậy đi về, những người khác cũng ngao ngán về theo. Bà Tư vội vàng gọi lại: "Ê, thua số thì thua, tiền nước vẫn phải trả chứ mấy bà nội. Thiếu đi, mời trả, có giật luôn đâu lo. Thua số buồn thấy bà nội rồi, tâm trạng nữa đâu trả tiền nước." Ê, bà Chính, bà Bái, bà nội cha thiệt chứ, ghi mà ghi số hoài vẫn biết nữa. Cho thiếu kiểu này hoài, rồi có khi nào mới mốt mấy bà thua số mà mình bể nợ không cả. Mời qua đòi mới được, thiệt tình, về một cái là về hết trơn, không ai trả các bạc nữa. Thấy kêu lại không được, bà Tư cũng đành bất lực mà chửi lèm bèm trong miệng. Bà Tư được mọi người đặt cho cái tên là Tư Cổ, cũng vì cái cách bàn đề quái đản của bà ta. Hồi đó người ta chiêm bao thấy cái xe, không biết đánh con gì. Bà bàn chứ người ta thường nói là xe cổ, mà cổ thì chỉ có con trâu nó kéo cổ. Vậy là cô quánh con trâu, chiều nay con trâu nó sẽ kéo lúa về cho mình. Chiều đó không biết mai sao đó mà nó sổ ra đúng con trâu. Ai nấy đều nể cái tài bàn đề của bà, vậy là người ta kêu bà bằng Tư Cổ từ đó. Ngoài lần đó ra thì nhiều lần khác bà có cách bàn không giống ai, hên thì nó ra, còn không thì thôi. Nhưng mà hễ số nó sổ ra thì bà bàn hay lắm, bàn cỡ nào cũng ra ngay chốc thôi à. Xóm này được biết tới là tên là cái xóm cây đề. Chỉ đầu xóm có một cây bồ đề rất lớn, nhưng lâu rồi người ta lại quen gọi là xóm đề. Đề đây tức là bàn đề, số đề, chứ không phải cây đề. Người nào người nấy mê đề như chồng già mê vợ bé. Mê nhất là mấy bà thím trung niên trở lên, hoặc là mấy thanh niên ham chơi rỗi nghệ. Chơi số đề không biết có giàu không, chỉ thấy vợ chồng ông thầu đề là giàu, nhà cao cửa rộng, vàng đeo đầy người. Người ta thường nói mấy người mê đề là tại có con ma đề nó theo nó ám, không có dứt ra được. Nói thì cũng phải, đã từng có rất nhiều người tan nhà nát cửa chỉ vì cái bộ môn thần số học này. Vậy mà có ai chịu nhìn vô đó để mà noi gương đâu, vẫn cứ cắm đầu vô để mà làm giàu cho mấy tay thầu đề. Quán của Tư Cổ là địa điểm tập trung bàn đề và coi sổ số. Bà Tư coi vậy cũng biết kinh doanh. Mấy người kia cứ uống thiếu rồi ghi sổ, lâu lâu trúng đề một lần trả một cái một luôn. Bà Tư bán thiếu vậy mà cũng bán, thua chục lần cũng phải trúng một lần chứ, không lẽ thua hoài sao? Lại nói ba báo về ngang qua nhà Hai Đía thì thấy thằng Hai Đía cũng vừa mới đi đâu đó về, trong gương mặt nó hớn hở lắm. Hai Đía cười tươi như bông, vỗ vai thằng bạn: "Ê, ba báo, về tắm rửa cho sạch sẽ đi, lát lấy tiền mua mày về bắn bỏ chơi." "Ngon ha, nay mận gì có tiền mà nói chuyện thấy ghét vậy mày. Trúng số chứ sao, mà nhìn mặt mày là biết thua số rồi phải không? Thôi đừng có buồn, thắng bại là chuyện thường tình của đề gia mà, do mày xui thôi, mày mốt gỡ lại ha." Thua số mất tiền, còn gặp ông cố nội cà khịa nữa. Thằng ba báo nóng đỏ mặt, nhưng vẫn cố kìm nén, lựa lời móc họng: "Ừ, tao xui nên thua, còn mày có trúng á thì ráng lo trả nợ đi kìa. Nghe đâu nợ tiền đề của bà Hai Tiền cũng kha khá rồi hả? Lo trả đi, không thôi bà tới siết nhà rồi ra gầm cầu ở. Nghe nói thiếu bà tới mấy chục triệu rồi hả con trai?" "Chê, mấy chục triệu mận gì căng,
tao tuyên bố với mày, trong vòng một tháng tới tao sẽ giàu có lên, tiền vô như nước, mấy chục triệu trả bả nhầm ớt gì. Nè, khoe nhẹ cho mày biết, bữa nay tao mới trúng 100.000 tiền xác con 97, được có 8 triệu chứ nhiêu. Tao trả bả trước 7 triệu, còn 1 triệu tối đi cà phê chòi, chừa 2 xị lợi, ngày mời quýnh số kiếm 8 triệu tiếp. Nó vừa nói vừa móc ra 2 tờ 500.000 trước mặt để khoe. Thằng Ba Báo trề môi. Chứ, bữa nay mày trúng, coi như mày hên đi. Chắc chị Mơ đã trúng ở đó kiếm 8 triệu, ăn nấu xà lơ như cây cơ. Có trúng hồng á thì 4,5 triệu Mơ biết mày. Tao phải chắc chắn thì mới dám tuyên bố chứ. Nè, ráng chờ đi, vài bữa tao gom tiền qua hỏi cưới em ngoan cho mày coi. Chắc mày có cửa lấy được em. Em là qua lại, lấy mày chẳng khác gì cắm bãi cước trâu. Bớt ảo tưởng đi con trai. Lúc tao không có tiền thì tao là phân trâu, còn vài bữa tao trúng đề nha, tao đổi đời, tự nhiên phân trâu nó quá vàng thôi mày ơi. Có tiền là má chính của tao bả gả thôi. Nè 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 nè, ấu rồi đó ba, chưa gì mà nhận má vợ rồi. Làm như mày biết ngày mơi ra số gì luôn ha. Biết chứ sao hả mày? Biết gì sao không quánh nhiều lên đi? Quánh chỉ có 100.000 vậy? Quánh đại 10 triệu đi, trúng một cái là 800 triệu rồi, làm giàu không khó mà. Bậy rồi bạn ơi, người ta không có cho tôi quánh nhiều, quánh ngày nhiêu đó thôi à, ăn chắc mặc bền. Ngày kiếm 8 triệu thì mấy chốc giàu đâu. Ủa, người ta nào? Ai cho mày số hả? Thì có người cho, chứ tự nhiên sao tao biết? Ai cho? Chỉ tao chứ coi. Tự dưng hai đứa giật mình, rồi ấp úng nói sang chuyện khác. Nói chơi thôi chứ có gì đâu, làm gì có ai cho. Không nói chuyện mày nữa, vô nhà kiếm cơm ăn. Nói rồi nó đi nhanh vô nhà, như sợ ở lại thì thằng Ba Báo sẽ khai thác thêm được nhiều thông tin khác. Ba Báo cũng nghĩ là cái thằng này ăn nói ba xàm ba láp thôi, lâu lâu hơn một bữa, cho nên bày đặt ra dễ vậy thôi. Nó cũng mặc kệ mà thất thiểu đi về nhà. Chính Hồ bữa nay thua số nên đem cái vẻ mặt hậm hực đi về nhà. Út Ngoan cũng vừa mới đi làm về tới. Cô mặc một cái áo thun bên trong, áo sơ mi dài tay khoác ngoài, tóc búi cao, quấn cái khăn rằn, đầu đội cái nón lá cũ sợn, người lấm lem bùn đất. Cô vô tới nhà thì ngồi bẹp xuống cái bộ ngựa, tháo cái khăn rằn xuống, lấy cái nón lá phe phẩy cho đỡ mệt. Chính Hồ nhìn thấy con gái đi làm về mệt, cũng không thèm hỏi han tiếng nào, chỉ nói: "Nay đi mà có dượng cho nhà Út Quang hả? Được nhiêu tiền? Cho tao một ít, lát đi quánh tứ sắc gỡ lại coi." Út Ngoan nói bằng cái giọng buồn hiu: "Con đi mà nguyên ngày, được có 180.000 à. Dì ngang nhà dì Năm Tuyết á, thì dì chặn đầu con. Dì nó má mượn dì 150.000 lâu lắm rồi chưa trả. Dì nói quá con trả cho dì hết rồi, còn có 30 à. Má à, tiếc rồi sao má thiếu nợ nguyên sớm luôn vậy má? Ai mượn mày tài lanh đi trả cho bá chi vậy? Đúng là cái đồ ăn hại mà. Rồi bây giờ lấy tiền đâu tao đi quánh bài đây? Mới thua số hả? Về đây gặp thứ ăn hại này nữa. Mà cái con mẹ Năm đó nữa, thiếu mới có 3 tháng à, mà làm như 3 năm không bằng. Ráng đi, ráng ăn 150 đó rồi trôi luôn đi nghe. Coi chừng mắt nghẹn chết á, tôi không có đi đám ma đâu ạ. Coi như đó là tiền phúng điếu bà đó. Má ơi, sao má nói kỳ vậy? Thiếu nợ thì phải trả chứ. Mà sao má cứ đi mượn nợ hết đầu này tới đầu kia hoài vậy má? Má con mình mần có được ra nhiêu tiền đâu. Ai má cũng mượn, biết khi nào mới trả xong. Tao không có tiền tao mới mượn. Tao mượn tao mận ăn chứ bộ tao mượn chơi vậy. Má mận ăn gì? Tối ngày cứ đánh bài với số đề. Con năn nỉ má đó má. Phải chị má ăn uống hay gì đó con không tiếc.
Đằng này má cứ đem tiền đi cờ bạc hoài à. Cờ bạc đâu có làm giàu nổi đâu má. Má thương con, má đừng có đánh đề đánh bài nữa má ơi. Rồi bây giờ mày má tao hay tao má mày ở đây dạy đời tao hả? Còn 30 đưa đây, tao đi đánh bài gỡ lợi. Nhìn cái bản mặt giống y như thằng cha mẹ là tao ưa không nổi rồi. Hoàng ứa nước mắt ra, không thèm cãi nữa, chỉ móc 30 ngàn trong túi đưa cho bà ta. Bà lấy tiền, liếc xéo con gái một cái rồi bỏ đi. Út Ngoan nhìn căn nhà lá ộp ẹp, trống quắt trống vơ mà lòng đau như cắt. Không biết chừng nào cô mới thoát khỏi cái cảnh khổ nghèo này đây nữa. Chính Hồ năm nay tuổi ngoài 50. Hồi thời trẻ bà ta xấu lắm, tới bây giờ cũng không có đỡ hơn, vừa xấu lại thêm vừa già. Vì vừa xấu xí lại đanh đá nên thời trẻ không có trai tráng nào dòm ngó tới. Tới đầu chừng 30 mấy mới quen được một người đàn ông. Cả hai ăn ở như vợ chồng, cũng không có cưới xin chi. Sau người đàn ông đó lừa bà ta bán đất rồi ôm tiền đi mất, để lại cho bà một đứa con mới hơn 1 tuổi là Út Ngoan. Cũng may Út Ngoan giống cha nên có gương mặt xinh đẹp, tánh tình thì hiền lành, chịu thương chịu khó. Cũng vì giống cha nên cô không được mẹ thương, lúc nào bà cũng coi cô như cái gai trong mắt. Cứ nhìn cô, bà lại nhớ tới người đàn ông bạc tình đó. Bao nhiêu nỗi uất hận trút lên người đứa con gái vô tội. Hằng ngày Ngoan đi làm thuê làm mướn, ai mướn cái gì làm cái đó. Làm được bao nhiêu thì Chính Hô lấy tiền đi đánh bài, đánh đề hết trơn hả. Người ngoài nhìn cô còn lầm tưởng cô là con ghẻ của bà ta. Nhiều người khuyên bảo thì bà nói, cái đó là nó đang trả nợ cho thằng cha nó. Ông lấy của tôi bao nhiêu thì cái con này nó phải mần nó trả lại cho tôi bấy nhiêu. Vậy thôi. Vậy đó, Út Ngoan cứ phải chịu cái cảnh ghẻ lạnh từ chính mẹ ruột của mình. Có lần bà ta còn tính cho cô đi làm trong quán bia ôm, phải đấu tranh dữ lắm bà ta mới thôi. Thôi ở đây là vì bà ta muốn giữ con gái lại, để tìm mối nào giàu mà gả đi đi kiếm chác, chứ không phải yêu thương xót gì con nhỏ hết. Gả cho ai cũng được, miễn sao bên chồng giàu, xính lễ nhiều chút là bà chịu. Lại mấy ngày trôi qua, nhóm người Ba Loan, Chính Hô, thằng Ba Báo lại tiếp tục thua đề. Cũng có người trúng lai trai, nhưng cũng không thấm vào đâu so với số tiền mà họ đã thua. Các chục người lại tiếp diễn với cái cảnh buồn bã rầu rĩ đó. Thằng Hai Đía vừa bước vô quán vừa hát nghêu ngao rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nó cười muốn tét cái hàm mà gọi bà Tư. Cô Tư, cho con gói thuốc lá đi. Ủa sao mọi người buồn hiu vậy? Mà hiểu rồi, mới thua số gì. Thua số ai không buồn, thua keo này mình bại keo khác có gì đâu. Bà Tư đưa cho nó gói thuốc, nó móc tờ 50 ngàn ra trả, rồi cười nói. Khỏi thôi cô Tư. Chà, này đại gia dữ mày. Gì đâu cô ơi, trúng số mấy ngày liền, 50 ngàn này nghĩa lý gì. Coi như con chia sẻ cái hên của con, biết đâu mời cô cũng trúng à. Hả? Thiệt hả mày? Sao mà trúng liên tiếp hay vậy? Có bí quyết gì chỉ tụi tao với coi. Chứ ở đây hổm rài thua muốn tuột quần hết rồi nè. Muốn trúng một ngày thôi cũng không được nữa. Cái này nó là thiên cơ, không có tiết lộ được. Thôi con đi nha, chúc mọi người may mắn. Nói xong nó vội đi ngay, không để cho ai hỏi thêm câu gì nữa hết. Những người khác bắt đầu bàn tán, đoán già đoán non về nguyên nhân vì sao ngày nào nó cũng trúng số như vậy. Thằng Ba Báo suy nghĩ một hồi, phân tích. Nó nhớ lại cuộc nói chuyện của nó với Hai Đía. Nó nói, con nghi khả năng cao là nó đi cầu số, hoặc là tới xin số của một ông thầy cao tay nào đó. Bữa nó dám khẳng định chắc nịch là ngày nào nó cũng trúng mà. Mới đầu con nghĩ nó nói ba láp thôi, nhưng mà bây giờ con thấy tin rồi đó.
Bà Ba tò mò. Vậy bây giờ mình làm sao đây mày? Làm sao để biết nó quánh con gì mà mình theo? Chứ hổm rại chim bao không có linh con mẹ gì hết á. Kiểu này chắc đi Bình Dương bán nước tương thiệt. Hỏi nó thì nó không nói rồi đó. Nhưng mà con có cách. Cách này phải nhờ tới cô nghe cô Chính. Ha, cách gì mày? Mỹ nhân kế. Nghe thằng bà báo nói tới mỹ nhân kế, cả cái quán nước cười cái rần lên, khiến cho bà Chính hơi quê độ. Bà Tám Tàn cười chế giễu. Trời ơi, tao lại mày ba ơi. Cỡ bả gả cho Hạ Bá ông còn quánh vô mặt mày. Ở đó mày đòi mỹ nhân kế với thằng Hai Đía. Nó hai đía chứ có phải hai đuôi đâu mà mày kêu nó hốt bả. Cỡ bả chỉ có hốt gì à, chờ xuống lỗ mận đám ma kiếm vốn thôi mày ơi. Bà Chính cũng đâu có vừa, bà bụp lại liền. Nè nè nè, tôi xấu kể mẹ tôi. Mắc gì xúc phạm nhan sắc của tôi vậy? Rồi cái thằng ông nội này nữa, không có cách gì hay ho á thì đính mẹ nó đi. Nói ra chi cho bà xài xỉ tao vậy? Bà báo xua tay. Không phải, cô Chính với mọi người nghe con nói hết cái đi. Tuy là hả, cô Chính bà xấu ma chê quỷ hận. Ê nè nè nè, tao sáng chiếc dép vô mặt mày nghe chưa? Lộn, con lỡ lời. Tuy là cô Chính có nhan sắc cũng hơi khiêm tốn, nhưng mà bù lợi á là bà có đứa con gái sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. Mọi người công nhận không? Rồi sao nữa? Đừng có kêu tao đem con gái ra để đổi lấy con số à. Đừng có mơ nghe mày. Không phải vậy, thanh niên sớm này ai mà không mê út ngoan đâu. Ai mà không muốn kêu cô một tiếng má vợ chứ. Cô nói phải không? Ý mày là kêu tao làm bộ nhận nó làm rể, rồi cái đặng nó cho số tao quánh phải không? Trời ơi, bởi con mới nói ông trời không có lấy đi hết của ai cái gì hết á. Ông tuy là không cho cô nhan sắc, nhưng mà bù lại cho cô cái sự thông minh. Mày đang khen hay đang giả vô mặt tao vậy? Tao nói ha, kể từ giây phút này, ai mà lấy cái nhan sắc của tao ra đùa giỡn nữa đó thì đừng hòng có số mà quánh. Sáng mơ tao gặp thằng Hai Đía, tao hỏi nó: bây giờ ráng về gom tiền đi, chờ tin tốt của tao để ngày mơ xuống xác lại nè. Bây giờ về ăn cơm, lát đi quánh tứ sắc. Ê, nè nè, tiền nước. Mời trúng rồi trả luôn, vậy đi ha. Tất cả kéo về hết trong cái thở dài của bà Tư. Ngày hôm sau, sáng sớm Chính Hồ đã lảng vảng trước nhà Hai Đía. Chỉ cần chờ nó lú mặt ra thôi là nắm cổ lại hỏi coi bữa nay nó đánh số gì. Ông trời cũng không phụ lòng. Chừng gần 12 giờ thì nó cũng đã ngủ dậy và đi tới vợ chồng ông Hai Tiền để ghi đề. Theo như kế hoạch, cuối cùng thì bà Chính cũng hỏi được cái số mà bữa nay Hai Đía nó quánh. Nó dặn thêm: con để má là má vợ tương lai của con, con mới nói cho má biết thôi đó. Má tuyệt đối đừng có đối dài hết nha. Sao vậy? Nói cho người ta quánh gỡ lợi với mày? Tại con ghét mấy người đó dữ lắm. Hồi đó con mượn tiền quánh đệ đâu ai cho đâu. Giờ con trúng á, con có nhiều tiền để con dặn mặt họ lại. Nhớ đó người má, má đừng có nói cho ai biết hết á. Cảm ơn mày nha. Tao mà trúng mánh á, mày sẽ có cửa bước vô nhà tao mừng rễ thôi. Bà Chính hí hửng đi ngay tới quán bà Tư Cộ. Mấy người kia sáng giờ cũng thấp thỏm, đứng ngồi không yên mà chờ tin tức của bà. Thấy bà hồ hởi đi tới, ai nấy đều mừng thầm trong bụng, vì biết chắc bà đã hỏi được con số mà bữa nay Hai Đía nó mua rồi. Bà Chính đưa tay ra hiệu cho bọn họ nhỏ tiếng lại, mắt liếc ngang liếc dọc rồi nói: nó cho tôi biết, nhưng mà nó dặn là không cho ai biết hết. Tôi thì tôi chơi đẹp, tôi cho mấy bà biết đằng mà quánh ké. Nhưng mà chiều trúng cũng im re nha, tỏ ra là mình thua ha. Đặng chi, đặng ngày mới nó cho nữa. Tôi nói chiều nay mà trúng á, mà cái miệng mấy bà bô bô lên đi ha. Nó biết nó không cho nữa là tới số với tôi à.
Ai cũng gật gù đồng ý. Họ thay nhau xuống xác để mà gỡ lại. Hồi hộp chờ tới 4:30 chiều. Người nào cũng chắc nịch rằng chiều nay mình sẽ gỡ vốn lại được. Thế nhưng đợi có bao giờ được như mơ đâu. Chiều đó vẫn như bao chiều khác. Niềm hy vọng của họ lần lượt vụt tắt đi sau những lô trúng được sổ ra. Cho tới khi lô cuối cùng được sổ thì không còn gì nữa. Bao nhiêu hy vọng tan tành, họ lại thua. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bà Chính, như thể nghi ngờ rằng bà đã giống. Bà nói ra một con số khác với số mà thằng Hai Đía đã cho. Bà trợn mắt thanh minh. Nó cho số nào tôi nói số đó nghe. Không có đổ thừa tôi à. Tôi cũng thua chứ đâu riêng gì mấy người. Nghĩ lại lúc ghi đề, bà Chính còn mua nhiều hơn người ta. Nói bà chơi điểu là không có đúng. Bà Ba Loan mới tặc lưỡi. Thôi rồi, có khi nào thằng Đía nó chơi xỏ tụi mình không chừng. Nó là Hai Đía mà. Nghĩ lỡ sao mình ngu dữ vậy cả. Ai nấy bừng tỉnh trước câu nói của bà. Bà Chính à lên một tiếng. À, tất cả là tại mày không đó ba báo. Khi không kêu tôi đi hỏi nó làm gì. Bây giờ thua cả đám nè. Đúng là kêu ba báo không có sai miếng nào mà. Ủa vậy, khi không đấu thừa con, con nêu lên ý kiến, mọi người chịu mới làm chứ. Con cũng thua chứ bộ con trúng. Lỗi không phải tại con đâu nha. Giờ thua chửi. Nếu trúng có chửi không? Bà Tư chủ quán lên tiếng. Không phải tại bà Chính, cũng không phải tại mày. Vậy chứ tại ai? Vừa lúc đó, điện thoại thằng Ba Báo lại vang lên cái câu hát. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại trời xui khiến, nên... Alo, alo, nghe mày. Nó móc điện thoại ra nghe. Bà Ba thở dài. Mẹ nó, bữa kêu nó đổi chuông điện thoại. Đổi hồi sau cũng y rang vậy cả. Bộ nó biết trước bà Tư hỏi gì đó nó cài sẵn hay sao á. Phải chỉ nó đoán số mà cũng giống vậy đỡ khổ ha. Lúc đó Hai Đía đi về ngang. Bà Chính liền chạy ra đối chất. Nè Đía, mày Đía cũng Đía dựa thôi chứ. Thí dụ mày không cho thì mày nói không cho đi. Cho anh chi cái số tào lao để tao quánh thua một tuột quần luôn vậy. Trời ơi, cô nói vậy cô Chính. Cô làm như có mình ơn cô thua vậy đó. Phải rồi, đâu phải mình ơn bả thua đâu. Tụi tao cũng thua nữa nè. Mấy người ngồi trong quán cũng bực bội nói giọng ra. Thằng Hai Đía vỗ trán chỉ vô bên trong, giọng sửng sốt. Trời ơi, con dặn cô là không nói cho ai nghe hết. Đừng nói là cô nói hết cho họ quánh theo rồi nghe. Đúng rồi, tao đâu có ích kỷ như mày vậy. Trời ơi, chết con rồi cô Chính ơi. Cô hại con rồi. Nó vừa ôm đầu vừa nói, ra vẻ thảm hại lắm. Chính Hồ mới trề môi. Khỏi diễn mày. Sao sao là dối không à. Tao hại gì mày? Mà có mày hại tụi tao thì có đó. Tao nói cho mày biết, mày mốt đừng có dòm ngó tới con gái tao nữa nghe. Không có thằng rể nào mà đưa số điểu cho má mình quánh thua hết trơn á. Trời ơi con khổ quá mà. Thì vô đây. Vô đi như ngồi lại đi rồi con kể vô nghe. Đâu phải là con ích kỷ, không muốn cho mọi người quánh ké đâu. Con có nỗi khổ chứ bộ. Được rồi. Tao chờ có mày nói cái gì hay ho. Dốc láo là tới số nghe con. Hai Đía mới bước vô quán ngồi, rồi kể lại một sự lạ lùng mà nó gặp mấy hôm trước. Hơn một tuần trước, nhà Năm Sùng ở xóm trên có mướn nó với một vài người khác tới đào một cái ao sau nhà để nuôi cá trồng rau gì đó. Buổi trưa người ta về hết, nhưng nó vẫn ở lại làm. Không phải vì nó siêng năng gì hết, mà là do đang thu đề, thiếu nợ ngập đầu, nên ráng làm thêm để có tiền mà trả nợ. Bởi vì Năm Sùng mướn theo vợ
làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi. Hì hục đào một lát thì nó sắn ngay một vật thể gì đó cứng ngắc. Tiếng cây giá kêu lên keng một cái khiến cho nó phải nhăn mặt. Nó hít hà chua xót. Ơi, thấy mẹ rồi. Nghèo còn mắc cái eo nữa. Mẹ nó cục đá gì đâu trời. Chắc mẹ cái lưỡi giá luôn rồi. Báo thiệt chứ ta ơi. Nó coi lại thì đúng thật cây giá đã mẻ một lỗ. Nó bực bội lần tay xuống cái chỗ lúc nãy, tìm môi cục đá nó lên. Đưa tay xuống thì nó chạm ngay được một vật thể gì đó không to lắm, nhưng có vẻ rất cứng và chắc. Sờ vô thì y như sắt vậy. Nó tặc lưỡi. Má nó cục sắt, hèn chi nó cứng. Cười mẹ mày, đem về bán cho chai cũng được. Nó môi cục sắt lên, rửa rửa trong nước thì thấy hình như đó là một bức tượng thì phải. Nó biết giống dĩ đất nhà Nam Sùng thời xưa là đất của một dòng họ quý tộc giàu có bậc nhất từ lúc mới khai quang lập đất cho tới nay. Trải qua biết bao nhiêu đời con cháu, tới đời của Nam Sùng ở trên cái đất này vẫn ăn nên làm ra như những đời tổ tông khi xưa. Chính vì đất này xưa nay thuộc sự quản lý của dòng dõi giàu có, nên việc tìm được một bức tượng cổ, tượng quý ngay trên đất của họ là chuyện không phải hiếm gặp. Trong đầu nó nảy lên một ý tưởng. Rất có thể đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của nó. Nếu bức tượng này là một bức tượng cổ, hoặc giả chăng là một bức tượng bằng vàng, thì chắc chắn nó sẽ đổi đời. Thế là nó bỏ luôn công việc mà đem bức tượng về nhà. Về tới nhà, nó đem tượng đi rửa thật kỹ, kỳ cọ cho hết lớp bụng đất đi. Hiện rõ ra hình hài bức tượng giống như một con quỷ hung ác. Toàn thể chỉ có một màu đen, có lẽ được đúc từ đồng đen mà ra. Khối đồng đen đó đem bán cũng kha khá tiền chứ không phải ít. Nó vô cùng thích thú. Nhưng thứ làm cho nó tò mò hơn chính là tổng thể bức tượng. Không biết cái bức tượng kia là ai, nhưng trông nó rất kỳ quái và ma mị. Nếu cắt đôi bức tượng ra, thấy rõ hai bên đang điêu khắc hai nhân vật khác nhau, hai thế lực khác nhau. Nếu che đi một phần, thì bên kia chính là gương mặt đầy phúc hậu của Đức Phật, với ánh mắt nhắm thiền định, vô cùng thanh thoát. Che đi gương mặt Phật đó, nhìn qua bên kia, thì hiện rõ ra gương mặt của một con ác quỷ, với ba con rắn đang lè lưỡi phía trên đầu. Da mặt nhăn nheo, cùng ánh mắt đầy sát khí. Cái mũi nhọn hoắt, biến dị kỳ quái, cùng với cái miệng rộng tới tận mang tai, hàm răng tua tủa. Nó thử lấy tay chạm vào cái mũi nhọn kia thì vô tình ngón tay của nó đứt, rỉ ra mấy giọt máu nhỏ lên trên đầu bức tượng. Chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo phát ra, sau đó thì mấy giọt máu biến mất như chưa từng tồn tại. Nó há mồm kinh ngạc mà quên mất luôn việc nó đang đứt tay. Nó thử nhỏ thêm hai giọt máu lên đó thì cũng hai tiếng xèo phát ra. Giọt máu từ từ rút hết vô trong bức tượng. Nó sợ hãi rụt tay lại thì một âm thanh ồm ồm khàn đục từ trong bức tượng phát ra. Nhỏ tiếp đi. Nó hoang mang định bỏ chạy thì không hiểu một thế lực vô hình nào đó cứ khiến cho nó phải đưa tay vô mà nhỏ thêm nhiều giọt máu nữa lên bức tượng. Nó muốn rụt tay lại mà không được. Toàn thân như cứng đơn, chỉ có đôi mắt là còn có thể liếc nhìn qua lại. Được một lúc thì giọng cười khoái trá cất lên. Lâu rồi ta mới được một bữa no sai như vậy. Ta đã hồi sinh, chúa quỷ đã hồi sinh. Một làn khói đen từ bức tượng bay ra, rồi dần dần tụ lại thành hình một con quỷ. Gương mặt của nó y hệt như gương mặt trên bức tượng kia, chỉ có điều toàn bộ đều là mặt quỷ, chứ không phải bên quỷ bên Phật. Hai đứa sợ hãi mà ngất xỉu lúc nào không hay. Mãi một lúc lâu sau nó mới tỉnh dậy.
thì giọng nói ồm ồm kia lại cất lên. Người tỉnh rồi sao? Giáo giác nhìn xung quanh, rồi nhìn lên bàn thờ cha mẹ nó, thì thấy con quỷ kia đang ngồi chéo ngoẩy giữa bàn thờ mà lột vỏ chuối ăn. Con quỷ cắn một miếng, nhai nhồm nhằm, rồi hít hà nói: Mời cúng chuối thì cúng chuối chinh chinh một chút, chuối này còn hơi chát nha mày. Thằng hai đía nó ăn chơi như thế nào thì không biết, nhưng nó rất có hiếu với cha mẹ. Thấy bản thân rước quỷ về nhà, nay còn giành đồ cúng của ông bà, nên nó quên sợ hãi luôn. Nó chửi: Nè, thứ ma quỷ mày đâu tới giờ, dám lên bàn thờ nhà tao, có ăn đồ tao cúng cho cha mẹ tao nữa, mày cút đi liền cho tao, cái đồ ma quỷ. Từ từ, bớt nóng đi, không cho ăn thì thôi. Hai đứa la lên đầy hung dữ: Không có từ từ gì hết, mày biết ngay cho tao à, đi nhanh chưa, cái đồ con quỷ kìa, đi ra khỏi nhà tao, trả bàn thờ lại cho cha mẹ tao. Mày câm ngay cho tao à. Con quỷ trợn mắt gầm gừ, tia nhìn như xoáy sâu tận xương cốt, khiến cho sống lưng của nó lạnh toát hết đi. Trong phút chốc, các người hai đứa run lên bần bật, không còn dám lớn tiếng chửi con quỷ nữa. Con quỷ cười khẩy: Đừng có tưởng mày cứu tao là tao sợ mày. Cho mày biết, một trảo tao quánh ra thì 10 cái mạng của mày cũng không có giữ nổi đâu. Khôn hồn thì đừng có kiếm chuyện với tao. Biết điều thì được hưởng phước, còn không thì tới nhàn cũng không có mà hưởng đâu, ân nhân của ta. Mày chính là con quỷ trong bức tượng kia sao? Tại sao mày lại ở trong đó? Tao ở trong đó lâu lắm rồi, chắc cũng chừng hơn 200 năm. Ngày xưa tao cùng với sư phụ tung hoành ngang dọc khắp cái đất này. Lần đó không may bị một tên đạo sĩ đánh bại, cả hai phải bỏ chạy. Sư phụ tuổi già sức yếu nên không qua khỏi, phần tao thì cũng sắp tan hết hồn phách. Sư phụ dùng chút sức tàn để yểm tao vô trong bức tượng này, hòng tránh truy sát của tên đạo sĩ kia, và cũng để cho tao tu luyện thêm. Sư phụ chôn tao xuống, rồi người cũng ra đi mãi mãi. Một mình tao hấp thu sinh khí trời đất để tu luyện, cho nên những ai ở trên cái nền đó đều không thể làm ăn được. Một tên đạo sĩ khác biết có quỷ ngự, nhưng không tìm được vị trí chính xác, bèn phong ấn hết khu đất đó lại, còn chôn 4 tượng kỳ lân ở 4 góc đất để cầu thêm tài lộc cho gia chủ. Từ đó mà tao phải ở luôn dưới lòng đất sâu. Còn gia chủ của miếng đất đó, tức là tổ tiên mấy đời trước của năm sục, làm ăn ngày một phất lên, giàu có đến tận bây giờ đó. Vậy là bữa nay tao cứu mày lên hả? Đúng vậy. Tao là ân nhân của mày, mày còn biết ơn tao, còn giành bàn thờ của cha mẹ tao nữa. Có cái bàn thờ nhắc hoài vậy mày? Tao tuyên bố với mày, từ nay chỗ của cha mẹ mày là dưới bếp, bàn thờ này là của tao. Phải đặt bức tượng của tao lên đây, hàng ngày nhang khói cho tao, tao sẽ phù hộ cho mày. Mày muốn gì sẽ được đó. Nhưng mà tao thích là phải được, cấm cãi. Nhưng mà tao sẽ được lợi ích gì? Ai mà đi nuôi quỷ trong nhà chứ? Con quỷ ngửa cổ lên trời, cười đầy kiêu ngạo. Tao là quỷ, nhưng tao sẽ không làm hại mày nếu như mày chịu nghe lời. Ngược lại mày sẽ được lợi lộc từ tao. Mày cho tao được cái gì? Mày muốn gì? Tiền. Tao đang rất cần tiền, mày có không?
Tao không có. Trời ơi, được cái xạo là dối thôi. Tao cứu mày thì tao đã cứu rồi, tao không cần mày trả ơn đâu. Đi ra khỏi nhà tao đi, coi như một sự trả ơn rồi đó. Nhưng mà tao sẽ phù hộ cho mày làm ăn. Tao chỉ có cái nền nhà, vốn liếng cũng không có, nợ thì đang ngập đầu, chỉ có đi mần thuê mần mướn. Mà ba cái chuyện đó cần gì phải phù hộ đâu. À, nếu mà mày phù hộ cho tao trúng số đề thì được đó. Số đề là gì? Sao nghe lạ dữ vậy cả? Con quỷ gãi đầu khó hiểu. Hai đứa coi đồng hồ thì cũng tới giờ xổ số rồi. Nó liền bắt vô tuyến lên, bắt đài xổ số để nói với con quỷ coi. Nó nói: mày là ma quỷ của thời đại trước nên mày không biết là đúng rồi. Đó, mày thấy không? Trên đó người ta đang xổ số kìa. Ở đây mình quýnh số. Nếu mà ra đúng cái số mình đánh á, thì mình có tiền. 1.000 ăn được tới 80.000 á. Ủa gì kỳ vậy? Có 100 số mà chọn ra chỉ có một số. Đáng lẽ phải ăn tới 100 chứ sao ăn có 80. Thôi thôi thôi, đừng có hỏi tao lâu. Giờ sao? Làm được không? Được thì tao với mày hợp tác, còn không thì thôi. Để tao coi, cái này cũng dễ chứ không khó lắm. Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng hai đứa cũng đạt được thỏa thuận với con quỷ. Hàng ngày hai đứa cúng ba giọt máu cho con quỷ tu luyện, nhang khói, trái cây đầy đủ. Bù lại con quỷ sẽ phù hộ cho nó trúng số. Chỉ cần nó nói bữa đó nó mua số gì thì chiều số đó chắc chắn sẽ ra. Thế nhưng mà con quỷ quy định là nó không được nói cho ai biết hết, chỉ một mình nó đánh số đó mà thôi. Với lại cũng không được đánh nhiều, mỗi ngày chỉ đánh tối đa 100.000, tức là trúng được 8 triệu. Ban đầu nó còn bán tính bán nghi nên chưa dám chơi lớn. 3 ngày đầu tiên nó đều trúng, nhưng trúng không nhiều lắm. Cho tới ngày sau thì ngày nào cũng trúng được 8 triệu. Tất cả đều nhờ vào sự phù hộ của con quỷ được nó nuôi trong nhà. Kể tới đó, hai đứa thở dài. Ôi, đáng lẽ ra là con không có nói ra đâu. Nhưng vì muốn lấy lòng cô, bất đắc dĩ cô mới cho cô biết. Ai dè cô đi kể hết tùm lum à, còn chơi lớn nữa chứ. Làm bữa nay con cũng thua theo luôn. Nghe nó nói, mọi người cảm thấy có lỗi, vừa nghi ngờ cái thằng này. Chính Hồ mới nói: thiệt không vậy mày? Đừng có đặt chuyện tào lao nghe chưa. Tự nhiên con bịa chuyện ra chi? Nếu vậy cho tụi tao nhìn thấy cái tượng nó đi, tụi tao mới tin. Được thôi, mọi người lại nhà con đi, con cho coi. Con kêu con quỷ ra cho mọi người nói chuyện luôn. Tuy tò mò lẫn tham lam, nhưng một số người nghe tới quỷ cũng hơi ấn, cho nên họ cố ý kiếm chuyện để ra về trước. Tuy ra về nhưng không quên dặn lại một câu: ừ nè nè, tôi có chuyện về nhà trước nha, không thôi ông chửi. Thí dụ mà có xin được số thì nói tôi quánh với nghe chưa. Tôi về. Vậy đó, rồi tất cả đều về hết, chỉ còn bà Ba Loan, Chính Hồ với thằng Ba Báo ở lại để đi tới nhà hai đứa. Tư Cổ cũng lấy lý do canh quán mà không đi, dù rằng từ đây tới khuya chẳng có ma nào ghé quán bà làm cái gì nữa. Dẫn hết mọi người vô nhà, hai đứa cẩn thận đóng cửa lại, rồi chỉ lên cái bàn thờ. Nhìn theo hướng tay của nó thì quả thật có bức tượng đen thui, hệt như những gì nó miêu tả. Tuy nhiên nhìn thấy nó, ai cũng cảm giác ớn lạnh, nổi da gà. Chính Hồ nói: bây giờ tụi tao tạm tin mày rồi đó, nhưng mà giờ làm sao để xin số quánh được đây? Con quỷ nó đang tu luyện trong đó, bây giờ để con kêu nó dậy, rồi mọi người gian giái gì đó được thì giái đi nha. Được không thì hên xui. Hai đứa chích mũi kim vô đầu ngón tay,
nhỏ lên trên bức tượng 3 giọt máu. Lập tức 3 giọt máu ngấm vô. Cái giọng nói ồm ồm lại vang lên, khiến cho ba người kia một phen khiếp vía. Mày lết xác về đây kiếm tao rồi sao? Tao đã nói chỉ một mình mày đánh số. Tại sao mày đi nói cho người khác biết? Còn lần sau nữa là mày tới số với tao à? Chỉ có giọng nói phát ra, không ai nhìn thấy con quỷ đâu cả. Như hiểu được sự thắc mắc đó, hai đứa nó nhỏ. Ừ, nó đang tu luyện nên không có ra mặt đâu. Chỉ có nói chuyện vậy thôi. Rồi quay qua nói với con quỷ. Ừ thì biết là vậy, nhưng mà tại thấy mọi người khổ quá cho nên cũng muốn giúp đỡ thôi. Người nhật số là tao, cho ai là quyền của tao. Chưa tới lượt mày quyết định. Chính Hồ giả vờ khóc than. Chúng tôi khổ lắm thưa ngài. Tôi bị chồng lừa gạt, bán hết ruộng đất, rồi ôm tiền bỏ đi biển biệt hả? Để lại cho tôi đứa con nhỏ. Ta nói mình ơn tôi phải nuôi nó khôn lớn, mẹ con thiếu thốn đủ đường. Mong ngài rộng lòng ban bố, cho phép tôi được quánh số chứ. Tôi có tiền tôi nuôi con tôi, không để nó phải đi mần mướn vất vả ngày qua ngày nữa. Xin ngài thương tình giúp đỡ tôi chứ. Còn tôi á, tôi ở với dâu với con trai, nhưng mà tụi nó không thương, không có cho tiền tôi xài. Tụi nó còn khi dễ xài xế, nói tôi ăn bám. Tôi buồn lắm, nhưng mà cũng cam chịu. Già cả rồi, biết mận cái gì ra tiền bây giờ. Ngài thương tình giúp đỡ tôi đi, cho tôi có chút đỉnh tiền dưỡng già. Tôi đổi ơn ngài mà. Bà Ba Loan cũng khóc than theo. Bà Báo cũng không bỏ qua cơ hội, nó cũng giả vờ khóc lóc. Còn tôi hả? Từng tuổi này rồi mà vẫn còn một cô vợ. Bởi vì nghèo á, người ta khinh khi, đâu có ai chịu gả con cho đâu. Hy vọng ngài giúp đỡ tôi, cho tôi có chút vốn mật ăn cho khá với người ta. Chừng đó mới mong mà cưới được vợ. Con quỷ nghe xong thì cảm thán. Hai con mẹ già này kể à, tao còn thấy chút cảm động. Tới cái thằng này tao thấy ứa gan ghê à. Ê thì nói mẹ nó ế đi, bày đặt một cô vợ. Dạ là lỗi của tôi, xin ngài bỏ qua cho. Ngài mà giúp tôi mang ơn ngài suốt đời. Tôi sẽ tạ lễ cho ngài hậu hĩnh. Ê thôi được rồi, nghĩ hoàn cảnh của tụi mày cũng tội ha. Tao sẽ giúp hết, nhưng mà tao chỉ giúp cho những đứa nào chịu cho tao máu thôi. Mỗi đứa nhỏ cho tao 3 giọt, tao để lại số để đánh, coi như quỳ, không ai nợ ai. Thế là không chần chừ, cả ba đều nhỏ máu lên bức tượng. Giống vậy tham lam, bà Loan chắp tay khấn. Thưa ngài, chứ chúng tôi có đánh nhiều hơn được không? Hay chỉ quy định trúng được 8 triệu một lần thôi? Chúng vậy ban đầu tao không cho quánh nhiều là vì còn chưa biết là có được hay không. Nài thấy tụi mày có lòng thành, tao cho đánh thoải mái. Muốn đánh nhiều thì đánh. Tao cũng nói trước luôn là tao chỉ cho lần này nữa thôi. Tao còn bận tu luyện, không có thời gian đâu mà đi giật số hoài. Sớm này ai muốn đánh thì cứ tới đây, nhỏ cho tao 3 giọt máu thì được phép đánh. Không nhỏ máu cho tao mà dám đánh thì tao bẻ cổ chết tươi. Chừng đó đừng trách sao tao không nói trước. Dạ dạ, chúng tôi hiểu rồi. Bây giờ xin ngài cho chúng tôi biết ngày mơi đã đánh số mấy để mà trúng. Năm nay bà nhiêu tuổi? Dạ 53. Thôi đánh còn 68 đi. Ủa, sao con 53 tuổi mà ngài kêu đánh 68 vậy?
tao thích được không? Hỏi tổ cho vui vậy thôi, chứ tao khoái con gì tao cho con đó. Còn 6-8 hạp với bà đó. Ờ, dạ. Ngài nói hạp là hạp sao ngài? 6-8 là cái hòm đó, 6 mặt 8 góc. Hỏi nhiều là cho bà vô hòm nằm liền. Dạ dạ, con nghĩ hỏi, con nghe lời ngài, con đánh 6-8. Cảm ơn ngài. Bà ta hí hửng đi về. Ai nấy đều quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Thằng Ba Báo đi thông báo với hội chơi đề của nó. Ai muốn đánh ké thì tới nhà hai đía nhỏ máu lên bức tượng. Ai nấy đều răm rắp làm theo, chạy hết đầu này tới đầu kia để gom tiền. Ngày mai xuống xác một trận cho đã đời. Không biết ngày mai có ra số đó hay không, nhưng từ đêm đó họ đã tính ra số tiền mình trúng được là bao nhiêu và xài vào những việc gì rồi. Người thì định cất nhà lầu, người muốn mua đất, người thì mua tivi, tủ lạnh các thứ. Ai nấy trông cho trời sáng, tới nỗi trằn trọc hoài tới khuya mới chợp mắt được. Xạo nè, dám lừa gạt tụi tao hả? Cái đồ ma quỷ, cho mày chết nè, chết đi. Hai đứa vừa đấm, vừa đá, vừa đập bức tượng, vừa chửi rủa con quỷ không thương tiếc. Chưa đã cái nư, nó còn nhét nguyên bức tượng vô trong cái khạp chứa muối. Đám người chính hô tuy cũng đang bực bội, nhưng cũng không khác gì là bao. Nếu được, họ muốn lôi đầu con quỷ sứ kia ra, băm thành trăm mảnh. Vì cái con số 68 mà nó cho bữa nay không có ra trong một lô nào hết. Tức giận, nhưng chính hồ vẫn cố gắng xoa dịu thằng hai đứa. Nè nè, mày bình tĩnh lại coi. Dù sao nó cũng là quỷ mà. Mày làm quá, tao sợ. Bây giờ hả? Con không có sợ cái gì nữa hết. Bất quá thì nó giết con thôi. Bây giờ con cũng đang muốn chết này nè. Trời ơi là trời, đang nợ ngập đầu. Bữa nay đem hết giấy tờ nhà đi cầm cố để mà quánh số gỡ lại. Bây giờ thì cái nhà cũng không cánh mà bay luôn rồi. Cái con quỷ này còn phải giết cho nó chết. Nó vừa nói vừa nhấn cái bức tượng vô khạp muối. Thế nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào hết. Bức tượng vẫn vô tri mà trơ ra đó, mặc cho hai đứa muốn làm gì thì làm. Lúc nãy khi vừa sổ số xong, biết đã thua rồi, nó chạy về chất vấn với con quỷ. Con quỷ chỉ cười giả lả nói một câu. Tại bữa nay xui thôi. Bên kia có mấy con quỷ hùng dữ lắm, tụi nó xúm lại giật số khác, nên tao không có giật lại tụi nó được. Lỗi không phải tại tao à. Mày là quỷ tu luyện mấy trăm năm mà còn sợ gì nữa? Tao tu mấy trăm năm, mấy thằng kia tu cả ngàn năm, tao làm gì chơi lợi tụi nó. Trời ơi, mày biết mày báo dữ lắm không? Cái đồ khốn nạn, cái đồ chết bầm. Mẹ mày, không giật được á, mày cũng phải nói cho tao biết một tiếng chứ. Mày đi tối ngày, có về nhà đâu mà tao gặp tao nói. Rồi bây giờ mày tính làm sao? Mày trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho bà con đi. Không hả mày? Tao là quý mà, làm gì có tiền mà trả. Thôi tao không còn mặt mũi nào nhận hương khói từ mày nữa. Tao đi đây. Từ sau câu nói đó thì không còn nghe tiếng con quỷ thêm một lần nào nữa. Có lẽ nó đã đi thật rồi. Nó là kẻ cho số, những người còn lại là người đánh số. Nhiệm vụ cho là của nó. Nếu ra thì nó được khen, không ra thì nó bị chửi. Nhưng cuối cùng người chịu khổ vẫn là những kẻ dám nghe theo lời nó, đem hết số vốn mình đang có ra đặt cược một canh bạc lớn, được ăn cả, ngã mang nợ, chứ biết làm sao bây giờ. Bà Ba Loan thất thểu đi về nhà. Còn cách nhà khá xa, đã nghe tiếng của Hai Lâm, con trai của bà, đang lớn tiếng chửi ai đó. Trước cổng nhà có mấy người hàng xóm đang hóng chuyện. Chội đi nhanh về nhà,
thì nghe tiếng Út Ngân, vợ của Hai Lâm, đang vừa khóc vừa phân trần. Trời ơi, em thề với anh, em không bao giờ làm ra cái gì như vậy hết. Cô đến đi, rành rành ra như vậy rồi mà cô còn chối được nữa hả? Cô nói, cô đem số vàng đó đem đi cho thằng nào ăn hả? Cô nói mau. Bà Ba bước vô nhà hỏi: Nè thằng Lâm, vợ chồng bay mận cái gì mà cái sầm hết vậy? Hàng xóm người ta nhìn vô người ta cười kìa. Có cái gì thì vợ chồng từ từ mà nói với nhau chứ. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh má. Vàng cưới vàng dành dụm của hai vợ chồng được biết bao nhiêu á, nó đem bán hết trơn rồi, rồi thế vô là vàng giả. Bữa nay có chuyện con mới lấy vàng đi cầm, ra tới tiệm mới biết toàn là vàng giả thôi. Má còn có tức không? Hả? Mày nói cái gì? Vàng giả hả? Sao lại có chuyện đó? Thì nó bán hết vàng thiệt để ăn giọng hay là cho ai đó rồi. Nó mua vàng giả thế vô, tổng cộng 3 cây chứ ít ổi gì. Trời ơi là trời, cô nói đi, số vàng đó đi về đâu rồi? Hai Lâm nắm cổ áo vợ mà gằn giọng. Út Ngân miếu máu dằn ra, cô níu tay bà Ba mà cầu xin: Má ơi, má làm chứng cho con, quan cho con lắm má ơi. Tối ngày con chỉ bếp núc ở trong nhà, anh đi làm về được bao nhiêu á thì con cất bấy nhiêu, vàng sắm về con cũng cất để đó, chứ có bao giờ con dám lấy lầm cái gì đâu má. Đi đám tiệc con còn không dám đeo nữa mà, tự nhiên bữa nay nó biến thành vàng giả, con cũng không biết nữa má ơi. Hai Lâm cười khẩy: Đó, cô thấy chưa, giấu đầu thì lội đuôi rồi. Vì cô biết nó là vàng giả cho nên đi đám á cô đâu có dám đeo, sợ bị lộ ra chứ gì. Em không có mà. Cô không có hả? Vậy bây giờ tôi hỏi cô, nhà có 3 người, cô không làm tôi không làm, vậy không lẽ cô đổ thừa cho má hay sao? Em không có ý đó. Cô đừng có nói với tôi là ăn trộm nó vô nó lấy vàng thiệt, xong rồi nó lấy vàng giả nó trám vô nè. Thằng ăn trộm nào mà nó rảnh như vậy? Bà Ba cố gắng khuyên con trai: Thôi nè bay, chuyện đâu còn có đó, nhiều khi nó có nỗi khổ riêng, vàng bạc có thể kiếm lợi được, chứ tình cảm vợ chồng sức mẻ khó hàn gắn lắm. Thôi mời bà con về hết cho, nhà đang có chuyện không vui. Hàng xóm thấy vậy cũng tản về hết, dù sao thì cũng hóng đủ chuyện rồi. Có người thầm khen bà Ba khéo giải quyết chuyện gia đình. Khi hàng xóm về hết, bà mới tự tốn hỏi con dâu: Con Ngân, bày nói thiệt cho má nghe đi, bày có công chuyện gì mà cần tiền gấp hay sao mà lại mừng như vậy? Bày làm vậy là bậy lắm đó biết không? Cái gì cái, nói với má với chồng một tiếng chứ, chứ bày tự tiện như vậy má không có ưng đâu nghe. Má ơi, má cũng nghi ngờ con hay sao má? Con không có má ơi. Út Ngân lắc đầu nhìn bà Ba thanh minh. Hai Lâm tát cho vợ một cái rồi chửi: Má nói tới như vậy mà cô vẫn còn không chịu nhận hả? Bây giờ cô nói đi, cô đem tiền cho trai ăn có đúng không, hay là cô đem về bển cho cha má của cô? Bà Ba nhào tới can ra, lớn tiếng là Hai Lâm: Mày nói cái gì tào lao vậy Lâm? Cái gì cái, bậy là con Ngân nó bậy, chứ bày mận cái gì mà nói động tới anh chị xui vậy? Mày đang nóng, mày đi chỗ khác đi, để tao nói chuyện với nó. Bà quay qua nói với Út Ngân: Thôi bây giờ má tính vậy, thằng Lâm nó đang nóng, vợ có nói vậy cũng vậy thôi, nó không có nghe đâu. Má tính là thôi bây giờ bên nhà anh chị xui ở ít bữa đi, chờ khi nào bình tâm lại thì về đây rồi trình bày cho má biết. Nếu thật sự bay có nỗi khổ gì đó thì má bỏ qua hết, má chỉ trách bay là bay hồ đồ thôi con. Nhưng mà thiệt tình là con... Bay mà đừng có nói nữa, nói nữa thằng Lâm nó nóng lên bây giờ. Tôi nghe lời má, trước mắt như vậy đi nghe con.
Út Ngân nghẹn đắng, không nói nên lời nào. Cô đuổi thủi, vừa khóc cưa mấy bộ đồ, rồi bắt xe ôm đi về bên nhà mẹ ruột. Giống dĩ cô rất hiền, thường ngày chỉ biết bếp núc, trông coi nhà cửa, ít có đi chơi bời với ai. Đối với người khác cô cũng dịu dàng lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, chứ cũng chẳng biết hơn thua với ai. Vậy mà trong tình huống này, dù có quan hay không, thì cô cũng chẳng biết nói sao để minh quan cho mình. 25 bị bà ba đuổi ra nhà sau, nhưng vẫn không thôi lèm bèm chửi rủa nặng lời. Út Ngân nghe được hết, cô càng uất ức nhiều hơn. Ra tới đầu đường, vài người hàng xóm nhiều chuyện nãy giờ vẫn chưa chịu về, vẫn đứng đó hóng chuyện. Út Mén, con nhỏ hồi xưa cũng khoái 25 nhưng không lấy được anh ta. Bây giờ thấy chuyện như vậy, nó trề cái môi ra chừng 8 thước mà liếc hái, cất cái giọng chua ngoa. Sời ơi sời, nhìn vô tưởng đâu ngoan hiền lắm ha, ai dè đâu âm thầm bòn trúc của nhà chồng. Bởi ta nói nhà này vô phước á, mới rước cái thể loại như cô ta về mần dâu. Mà nhờ vậy anh Lâm anh mới sáng mắt ra. Hồi xưa đó mà anh cưới tôi á, thì bây giờ đâu có xảy ra cái chuyện vậy. Một bà hàng xóm khác lại tiếp lời. Ta nói cưới vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống. Chắc hồi đó bà ba bà quên chọn cho nên trước nhầm cái tông này. Tông này thuộc về tông xe rồi đó mẹ ơi. Bởi hiểu sao mà cưới được 4-5 năm rồi mà chưa có con rồi đó. Ủa sao gì vậy? Thì người ta nói cây độc không trái, là vậy đó chứ sao. Sáng sớm hôm sau, vừa mới mở cửa bước ra thì bà ba đã la toáng lên. Trời ơi, ai vậy? Cứu tôi với trời ơi, Lâm ơi, cứu má con ơi. Ừ, cái gì mà sáng sớm mà la ông sầm vậy má? Trời sập hay gì? Trời sập thiệt rồi. Vợ mày, nó treo cổ chết rồi kìa. Hai Lâm nghe như sét đánh ngang tai, vội vén mùng chạy ra. Ra trước nhà, anh ta muốn té xỉu tại chỗ khi thấy cái xác của Út Ngân treo lủng lẳng ngay trước hàng ba. Hai mắt cô trợn ngược, mặt mày đen tím, cái lưỡi thè dài ra, trông đáng sợ tột cùng. Út Lâm vội la làng la xóm lên cho hàng xóm tới giúp đỡ. Rất nhanh chóng, công an đã có mặt tại hiện trường để làm công tác nghiệm thi và điều tra rõ nguyên nhân cái chết. Sau khi kết luận là cô chết do tự tử, công an mới trả thi thể về cho gia đình làm ma chay. Không cần phải nói, ai cũng hiểu được nguyên nhân vì sao cô lại chọn cái chết như vậy. Mẹ ruột của Út Ngân khi nghe kể lại sự việc, bà thanh minh cho con gái mình. Quà này nó có dễ bển đâu, tôi cũng đâu có hay biết sự tình gì. Nhà tôi tuy không có giàu có gì, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, tôi dạy con tôi đường hoàng. Nó không bao giờ làm ra cái chuyện bậy bạ vậy đâu. Tôi có thể lấy danh dự của một người mẹ ra để đảm bảo cho con gái tôi. Tại sao nó không dìa kể cho tôi nghe mà lại chọn cái chết vậy chứ? Ngân ơi là Ngân, sao con dại dột vậy con? Bà ba thở dài an ủi bà xui. Thằng Lâm tánh nó nóng nên nó hơi quá lợi với vợ nó. Tôi cũng là nó rồi, tôi thì tôi không có nghi ngờ gì nó hết. Mà tôi cũng đã nói với nó là cho dù có làm cái gì đi nữa, tôi cũng bỏ qua cho nó mà. Tôi muốn nó về bên nhà chị là để nó tránh mặt thằng Lâm. Nguyên ngoai rồi vợ chồng mới nói chuyện lại. Có vẻ đâu sự việc nó ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi chị nhiều lắm chị xui à. Cho dù bây giờ có nói gì đi nữa thì Út Ngân cũng đã chết rồi. Cho dù bây giờ sự thật có ra sao thì cũng chẳng còn ai để mà đối chất. Người tin thì cho rằng cô bị oan, người không tin thì nghĩ rằng cô xấu hổ tới mức không còn mặt mũi để nhìn mẹ ruột. Cái chết chính là sự lựa chọn
để bảo toàn danh dự cho cả cô và gia đình mình. Ai cũng có lý lẽ riêng, nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi. Một tuần sau cái chết của Út Ngân, lúc này tại quán bà Tư Cổ, chính Hồ đang kể lại cho mọi người nghe. Trời ơi, mấy bà biết không, con Ngân nó linh dữ lắm. Đêm nào nó cũng hiện hồn về, lảng vảng trước hàng ba nhà nó hết á. Nhiều khi còn nghe tiếng nó khóc kêu oan nữa. Mấy bà thấy ghê chưa? Bà có thấy không mà bà nói như đúng rồi vậy? Trời ơi, thằng Tân con bà bái kể, nó ở kế bên nhà bà ba mà. Thằng đó chuyên gia đi chơi khuya, đêm nào về nó cũng thấy hết trơn á. Riết rồi hổm rại nó không dám về khuya luôn á. Bà Tư trề môi. Thôi đi bà nội ơi, nó nhát bà chơi thôi, chứ tôi không có tin rồi đó. Nào tôi thấy tôi mới tin, chứ nó mà linh cái nỗi gì. Người ta chết bữa trước bữa sau là ra tuổi rồi, bà thấy nó chết hổm rại mà có ra tuổi nó đâu. Thua muốn tuột quần không thấy hả? À, bà nhắc mới nhớ, hổm rại tôi cũng theo, bà không có lô não trần. Bà ác cái là bữa nãy chú dằn bụng nó có 14 trái, tôi quánh còn 14 mà cũng không ra luôn. Trời ơi, hai cô còn đỡ nè. Còn bữa đốt nhang cho chị, thấy cây nhang công 3 vòng, quánh không 3, thua sặc máu luôn. Hai đứa cũng ngáp ngắn ngáp dài đáp lời bà báo. Còn chỉ hận cái con quỷ kia thôi. Nó cho số đã đời, bây giờ nó chạy đi đâu rồi không biết nữa. Con mà gặp nó ở đâu ha, con ăn thua đủ với nó đó. Mày mần được cái gì nó? Nó chưa bẻ cổ mày là hên rồi. Rồi cái tưởng nó bằng đồng đen đó, xong đem bán kiếm tiền đi, cũng bổn à. Đồng đen cái khỉ khô gì, ba cái đồ đất nung á. Bữa con giận quá con lấy búa ra con đập, ai dè nó bể ra nát bét à. Nhìn lại toàn đất, tài trắng hoàng trắng tay rồi cô ơi. Đêm nay như những đêm khác, bà ba mới vừa chợp mắt thì lại nghe tiếng khóc thúc thích của Út Ngân từ trước nhà vọng vô. Từ lúc chôn cất cô tới nay, đêm nào bà cũng bị làm phiền như vậy, khiến cho bà ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Nhìn người bà xanh xao đi thấy rõ. Bà cố nhắm chặt mắt nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng khóc ngày một nỉ non, ngày một sát gần bên tai của bà. Quan cho con lắm má ơi, tại sao má lại không minh quan cho con? Tại sao má đối xử với con như vậy? Bà vẫn nhắm mắt, nhưng miệng thì sợ mà lẩm nhẩm khấn vái. Ngần ơi, má biết má có lỗi với bay, nhưng bay đừng có nhát má hoài như vậy. Làm sao má sống cho nặng con ơi. Con đâu có dám trách má đâu. Cũng như má chưa từng la mắng con khi nghe con tráo số vàng đó mà. Có phải vậy không má? Nói xong, cô cười lên mỉa mai, rồi lại nói. Đi với con đi má, đi chơi vui lắm má ơi. Má đi với con nha, đi cho hết khổ má. Sống ở trên đời này khổ lắm. Má đi với con, nhanh lên má. Tự nhiên con mắt bà ba đứng trồng. Bà vô thức ngồi bật dậy, rồi đi ra sau nhà lấy thêm sợi dây bước ra hàng bạc. Bà quăng nó lên, cột thành một sợi thòng lọng, rồi bắt ghế, đưa đầu vô trong sợi thòng lọng đó. Út Ngân cười lên khoái chí. Đúng rồi đó má, chồng vô đi. Một lát nữa con dẫn má đi chơi, vui lắm má ơi. Đạp cái ghế ra đi má, nhanh thôi hả? Bà ba vô thức nghe lời mà đạp cái ghế ra.
sợi dây thòng lọng từ từ siết lấy cổ bà. Bây giờ bà mới hoàn hồn, thì thấy mình đã bị treo lơ lửng trên không trung, cổ bị siết chặt, không tài nào thở được. Bà giải đạp liên hồi, trước mắt bà chính là hình bóng mờ ảo của Út Ngân đang nhoẻn miệng cười, nhìn bà trong ánh mắt vô cùng mỉa mai. Tại quán bà Tư Cộ, dù ban đêm quán rất ế, nhưng bà vẫn mở cửa cho tới 10 giờ thì mới dọn dẹp, đóng cửa nghỉ ngơi. Vừa khóa cửa, bà vừa thở dài mà khấn vái. Giang giai thần tài thổ địa, âm binh âm tướng, cô hồn dất dưỡng, tám hướng mười phương, trên trời dưới đất, mấy vị của linh thiên dẫn lối đưa đường, chỉ cho con một con số để con quýnh trúng kiếm tiền mần ăn. Chứ cấp rài con khổ quá rồi, còn mà trúng số, con sẽ cúng cho quý vị một chầu no nê linh định luôn. Dạ con xin khấn các vị, nam mô nam mô. Cửa vừa mới khóa xong, định bước vô phòng thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Có tiếng con gái cất lên: "Dì Tư ơi, dì Tư, dì còn thức không? Con mua ít đồ." "Trời ơi, sớm không tới muộn không tới, tao vừa mới khóa cửa là tới hả? Đứa nào canh giữ vậy bay?" "Dạ con này dì Tư ơi." "Con mà đứa nào mới được? Bệnh hay sao mà nghe cái giọng lạnh lạnh khàn khàn vậy?" Hỏi thì hỏi vậy, chứ bà Tư vẫn mở cửa ra để bán đồ, dù chưa biết ngoài kia là ai. Cô gái bên ngoài vẫn cười nói: "Là con chứ ai, dì cháu trong xóm hết mà dì không biết con sao?" "Ừ, chắc tại giọng bay bữa nay nghe lạ quá tao nhận không ra." "Bay lạ?" "Là con nè." Bà Tư hú hồn, bật ngửa té cái bịch xuống đất, khi trước mặt bà bây giờ chính là Út Ngân. Cô mỉm cười nhìn bà, gương mặt cô vẫn đẹp như hồi còn sống, chỉ có điều hơi nhợt nhạt đôi chút. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho bà Tư sợ đái ra quần rồi. Út Ngân thấy bộ dạng sợ sệt không nói nên lời của bà Tư thì cười khẩy hỏi: "Sao gặp con mà cô sợ dữ vậy? Không phải cô nói là con chết không linh hay sao? Cô nói chừng nào cô gặp mới tin. Bây giờ cô gặp con rồi nè, cô tin chưa?" Tin, tao tin rồi. Tao lại mày, mày đi giúp tao đi Ngân. Mày muốn ăn cái gì tao cúng cho, đừng có nhát tao Ngân ơi." "Tin rồi ha, vậy thì được. Mà sao cô ác quá vậy? Người ta chết cô không thương thì thôi, cô còn ở đó mua số mua đồ. Số nó không ra thì cô còn trách người chết nữa." Tao có biết gì đâu, hồi nào giờ tao vẫn đánh tuổi của người chết mà. Tao nghĩ người chết xuống thì sẽ đi giật số. Tao có biết gì đâu mày ơi." "Mỗi ngày có cả trăm cả ngàn người chết, mà số ra chỉ có 18 lô. Vậy tôi hỏi bà, số ở đâu mà ra cho đủ hết tuổi những người chết chứ? Sổ số là chuyện của công ty sổ số, chết là chuyện của tụi tôi. Mắc gì gắn ghép chung vô rồi quánh, rồi thua, rồi chửi vậy?" "Tao lại mày, mày mốt tao nghĩ rồi Ngân ơi. Mày đừng có nhát tao nữa. Ngân ơi, thân tao già cả neo đơn, bệnh tật liên miên hả? Chỉ muốn kiếm chút đỉnh đặng mà mua thuốc uống thôi bay ơi. Tao trót dại động chạm tới mày, mày đừng có mận gì tao mà Ngân ơi, tội nghiệp tao lắm." Vừa nhắm mắt, vừa chắp tay xá xá vừa cầu xin. Bà ta xá cho tới nỗi mà vong hồn Út Ngân biến đi đâu mất hồi nào cũng không hay. Khi nhìn lại
thì chẳng còn nhìn thấy hồn ma bóng quế nào nữa. Bà Tư mới buông hơi thở nhẹ nhàng mà đi đóng cửa, đi ngủ trong cơn sợ hãi. Mà chết mày đi, chết mày nè con. Mà bà nội bà đó, tôi nè bà Tư, bà Loan nè. Sáng bữa sau, vừa mới mở cửa ra đã thấy bà Loan đứng lù lù ở trước cửa quán. Còn tưởng dòng hồn Út Ngân, bà Tư mới la làng lên một tiếng. Chút xíu nữa thì cho bà ba ăn nguyên cây chổi vô mặt rồi. Nhìn kỹ lại thì là bà ba. Bà Tư mới thở phào. Ủa rồi mắt gì mới sáng đứng lù lù trước nhà người ta vậy bà nội? Bà ba mới ngồi xuống ghế, từ từ kể lại cái chuyện đêm qua. Lại nói hồi hôm, lúc bà ba tự treo cổ theo lời xúi dục của Út Ngân, tưởng chừng như sợi dây kia đã lấy đi sinh mạng của bà, nhưng mai sau lúc đó Hai Lâm ra tới, kịp thời kéo bà về từ cửa tử. Bà có biết ông thầy nào hay hay không? Tới mượn ông coi thử coi sao. Từ bữa nó chết tới giờ, tôi không có được yên bữa nào hết. Trong khi tôi đâu có làm gì nó đâu, tôi còn binh nó mà. Có khi nào ma thần giọng sai nó không bà nội? Tôi cũng mới bị nó nhát hồi hôm nè, sợ muốn chết luôn. Mới sáng mở cửa ra thấy bà, còn tưởng đâu ma không đó. Giờ thầy thì tôi biết đó, có bà thầy này hay dữ lắm. Mà được cái tánh bà hơi kỳ nha, không biết bà có chịu giúp không nữa. Hay là hay cỡ nào lận, mà kỳ là kỳ làm sao? Kể bà nghe, chuyện gì bà cũng biết hết trơn á. Bà coi đâu trúng đó. Bữa bà kia có con nhỏ con gái nó không được bình thường, không biết thằng ác nhân nào làm cho nó có chữa. Hỏi thì nó cứ cười cười, nó đâu có biết con mẹ gì đâu. Mới tới nhờ bà thầy coi giúp, bà coi ra luôn đó, thấy ghê chưa? Hay chứ vậy cả. Rồi bà nói bà kỳ là kỳ sao? Thì bà thấy có cảm tình thì bà giúp, còn không thì thôi. Có nói gì bà cũng không có chịu hết trơn á. Mà thầy kể đi, tới đó thử một chiến. Tôi cũng tới xin bùa về bỏ trong mình phòng thân mới được bà ơi. Tí dụ bà mà không chịu giúp thì tới đó đi rồi mình tính tiếp. Nhà bà thầy cách đó cũng không xa lắm, chỉ chừng 20 cây số mà thôi. Cả hai phải quẹo vô mấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, đi qua một cây cầu khỉ thì mới tới được nhà bà thầy. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, không có cầu kỳ gì hết. Đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ. Bà ba đi qua trước, sau đó mới tới bà Tư. Lúc cả hai bước lên cầu thì tiếng gõ mõ đã không còn nữa. Lúc bà ba vừa qua tới bên kia bờ thì trong nhà có một người tuổi ngoài 40, tóc dài cột hở phía sau, mặc một chiếc áo bà ba tím bước ra. Bà ba khẽ nở nụ cười rồi giả lả gật đầu chào. Dạ chào cậu, không biết thầy Năm có nhà không ạ? Người kia không trả lời, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bà ba từ trên xuống dưới như dò xét. Đoạn hừ một tiếng rồi hỏi lại bằng cái giọng eo éo. Đi đâu đây? Dạ đi coi bói. Đi coi bói sao không đem con mắt theo? Mắt cái gì á, để con mắt ở nhà chi vậy? Dạ là ý cậu là... Nè, kêu tiếng cậu nữa, tôi đạp nữ văng xuống sông cho cá lòng tông nó rỉa cái mông nữ bây giờ đó. Nữ có tin không? Nghĩ sao mà người ta sừng sững vậy mà kêu bằng cậu cho được? Có muốn coi bói nữa không vậy? Bà ba ú ớ chưa biết nói sao thì bà Tư đã lên tiếng. Dạ thưa cô Năm, mạnh giỏi hả cô? Đó, đó mới là con người. Mẹ bà, biết có người tới, ra tới đây coi ai mà nó kêu bằng cậu.
muốn rút luôn cây cầu khỉ cho rồi vậy hả? Dạ, bà bạn con bà không biết, cô Năm bỏ qua ha. Trời ơi coi kìa, coi cái mặt bà giận thấy cưng hết sức vậy hả? Quỷ à, thôi vô nhà đi, coi cho nữ trước. Còn nữ này ha, coi thái độ làm sao mới tính tiếp. Bà thầy Năm liếc bà ba một cái, rồi ngoe ngoải đi vô nhà. Bà Tư mới nói nhỏ: cái gì vậy bà nội? Chưa gì hết kiếm chuyện với người ta rồi. Lát bà không coi cho đừng nói sao xui nha. Trời đất ơi, ai mà biết đâu. Nhìn tóc dài thì thấy giống đàn bà đó, nhưng mà cái mặt vẫn là đàn ông mà. Giọng nói nó cũng còn chứ bộ. Tôi lại bà, hồi xưa bà là người đồng tính, ai nói cái gì bà cũng hay é é, người ta mới kêu bằng Năm é. Đợt sự vụ gì đó mà gặp được cái dòng nữ kia, hạp mạng, rồi theo bà, rồi dựa vô đặng coi bói, trị bệnh âm đủ tới giờ đó. Giỏi dữ lắm luôn à. Ai cũng kêu bằng cô, có bà vô quất cái cậu luôn hả? À? Ờ vậy hả? Ai biết gì đâu. Lát có gì nói đỡ giùm tôi cái nha. Vô tới nhà, Năm é vẫn nhìn bà ba bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cho bà hơi rụt rè. Bà Lý Nhí nói: dạ, con có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong cô Năm lượng thứ cho con. À, con tin một người vừa đẹp lại vừa tốt tính như cô Năm đây, chắc không có chấp nhất kẻ có mắt khổng trọng như con, phải vậy không cô? Thôi được rồi, khỏi cô nịnh đâu. Bữa nay hai nữ tới đây làm gì, muốn coi gì? Mà thôi khỏi nói, tới coi về một cái dòng nữ mới treo cổ chết phải không? Đúng nhận sai cũng nhận. Dạ. Dạ dạ gì? Nãy nó có tới mà lo chửi bà cái nó đi mất tiêu rồi, không có kịp bắt lại để mà nói chuyện. Giờ sao, để có liên hệ gì với cái dòng đó mà coi ra nó ghét nữ dữ à? Hai bà kể ra hết những sự việc đã xảy ra. Năm é mới nhìn bà Tư: để đốm cho cố vô, nói chuyện thì dạ miệng, rồi nó dịa nó nhát, coi vậy là đỡ lắm rồi đó chứ. Gặp tôi bẻ cổ luôn á, chứ nhát vậy nhầm nhỏ gì. Dạ nói thiệt con chỉ lỡ miệng thôi, nhưng mà con sợ nó tới nhát con lần nữa. Có cách nào giúp cho con không cô Năm? Rồi rồi, dán lá bùa trước nhà là xong. Nếu nó còn quậy nữa thì tính tiếp. Giờ để coi cho nữ này nè. Nè, ngày giờ mất của con dâu nữ đâu? Ghi ra giấy đi, để tôi khấn cô Út dìa coi cho. Bà ba ghi ngày mất ra giấy, rồi nói: dạ con chỉ biết ngày thôi, chứ giờ thì không biết. Tại sáng ra đã thấy nó chết hồi nào rồi, không có xác định được giờ. Vậy rồi coi ngày chôn cất thì coi làm sao? Dạ trên cái giờ mất á, dựa trên đó của bên phía công an họ suy luận rồi coi thôi. Mà bên đó họ làm việc chuyên nghiệp, chắc không có sai đâu. Thì cũng ghi ra đây để tôi coi luôn. Bà ba ghi thêm giờ mất ra. Năm é đốt nhang khấn cái gì đó trên bàn tổ. Một cơn gió thoảng qua khiến cho khối nhang đột ngột đổi hướng. Mặt Năm é đỏ bừng lên, rồi nhìn bà ba nói bằng thái độ trịch thượng. Thanh âm cũng biến đổi, dường như là người khác chứ không phải của Năm é nè. Ta coi cái ngày giờ chết của nó không có phạm trùng tang. Sợi dây treo cổ cũng đốt rồi, nên ma thần dòng cũng không. Chỉ còn một nguyên nhân duy nhất là nó ghét nữ, nên nó dễ bắt theo thôi. Chắc lúc trước đối xử không tốt với nó, nên nó ghét. Đúng nhận sai cãi. Dạ cãi. Cả Năm é và bà Tư đều giật mình trước câu trả lời tỉnh queo của bà ba.
Nam mé gật đầu nói: Ngon ha, dám cãi luôn. Nữa có 1 phút 30 giây để giải trình. 1 phút 30 giây bắt đầu. Dạ, bà Tư hàng xóm có thể làm chứng cho con. Con không hề khó khăn gì với con dâu hết. Bữa xảy ra chuyện con cũng binh nó quá trời, chứ không có la mắng miếng nào hết trơn á. Con cũng không biết tại sao nữa, mong cô Năm giúp cho con. Năm mé nhìn qua bà Tư. Bà Tư gật đầu xác nhận: Dạ đúng thiệt là như vậy đó. Bà tối ngày đi chơi miết hả? Đâu có ở nhà đâu mà khó dễ với con dâu. Với lại bữa xảy ra chuyện, bà thì không có la mắng gì con nhỏ hết. Con biết được bao nhiêu đó. Còn nội tình ở trong sao á, thì con không dám nói bậy. Nam mé gật đầu: Được rồi, vụ này còn nhiều rắc rối lắm, phải gọi được dông lên thì mới xong chuyện. Nhưng lúc nãy dông chạy mất rồi, có gọi chắc cũng không về đâu. Giờ ta quạ cho 2 lá bùa, mỗi người 1 lá phòng thân. Riêng nữ này thì cho thêm 2 lá bùa dán trước cửa phòng với cửa nhà. Trong vòng 7 ngày tới, nếu không có chuyện gì thì thôi, có thì tới báo liền cho ta biết. Ta sẽ đích thân tới nhà bắt dông đó để hỏi cho rõ chuyện. Dạ dạ, con đổi ơn cô Năm. Năm mé lấy mấy tờ giấy màu vàng ra, đốt nhang khấn vái cái gì đó, rồi mới dùng bút họa những nét bùa lên. Người thường không nhìn thấy được. Lúc bấy giờ không phải Năm é đang vẽ, mà kỳ thực là có một cái bóng khác đang ngồi sau lưng Năm é, cầm tay cô mà vẽ ra. Nói cách khác, Năm é chỉ là cái xác tạm để dông kia dựa vô mà làm việc âm. Trường hợp này gọi là ốp dông. Khi dông ốp, mọi lời nói hành động của chủ xác đều là từ dông mà ra. Tuy nhiên chủ xác vẫn nhận thức được mà mình đang nói gì, làm gì, chỉ là không tự chủ được mà thôi. Nhận được bùa xong, bà Tư kêu đi về. Bà Ba thì còn muốn nán lại để hỏi cái gì đó, nên thái độ cứ chần chừ. Thấy vậy Năm é mới hỏi: Rồi sao còn chưa chịu gì à? Còn đợi hả? Dạ, đợi gì cô Năm? Đợi đuổi đó. Xong hết rồi, mắc gì chưa về nữa. Dạ, con có chút thắc mắc, mong cô giải đáp giúp con được không cô? Rồi hỏi đi. Dạ, con nghe nói có lần cô coi ra được cái thằng Sở Khanh làm cho con người ta có thai luôn hả cô? Con không biết là có thiệt không vậy mà. Năm é trề môi cười nhạt. Bà nội tôi coi cũng không ra nữa. Ủa vậy sao người ta đồn cô coi ra mà? Thì tôi nói bà nội tôi coi cũng không ra, chứ tôi nói tôi coi không ra hồi nào. Vậy là có thiệt hả cô? Thiệt. Ôi mà nói nào ngay á, cũng có tài tỉnh gì đâu, chút mẹo thôi. Ban đầu á thì không ai thèm nhận cái bầu hết. Bị nhỏ đó bị khùng, có biết con mẹ gì đâu mà khai ra là ai. Tôi mới kêu bà về tung tin là trúng 4 tờ giấy số đặc biệt. 4:30 chiều tung tin là 5 giờ chiều có 20 thằng tới nhận là tác giả của cái bào thai rồi. Lần lượt từng người kể ra chiến tích liền. Ta nói kể cho đã đời luôn. Rồi thì công an ập vô hút hết lên đồn, lấy lời khai cũng đã đời. Lòi ra tới 3 thằng từng ở với con nhỏ đó. Kết quả là mỗi thằng được tặng mấy cuốn lịch. Cái tội ngu mà còn lì. Kể xong câu chuyện, thỏa mãn sự tò mò, cả hai bà mới chịu về. Nam mé lèm bèm một mình. Ây, cũng tại cưng không đó Út Hậu. Chết mà không chịu đầu thai đi, còn ở lợi đặng báo hại chế không à. Người ta đang đi bán đồ tươi đặng kiếm tiền chuyển giới ngon lành, tự dưng bắt đi làm thầy đồ, bỏ dở ước mơ. Cho nên mấy con mẹ đó mới gặp mình mà kêu bằng cậu. Tự ái dễ sợ à. Trong không gian
vang lên giọng nói người con gái dịu dàng đáp. Chuyện xui rủi ai muốn đâu à. Trời ơi, sao cứ lèm bèm vậy hoài không biết nè. Xui rủi gì? Thì lúc đó tính về thăm nhà lần cuối rồi đi đầu thai. Có về đâu đi theo chế vui quá, mà tới cuối tháng quên về dưới luôn. Sẵn đó đi theo thầy ba học đạo, rồi cứu nhân độ thế tới giờ. Âu nó cũng là cái duyên. Sao cứ nói hoài vậy hả? Tao mệt quá. Mấy người xui chắc tôi hên. Nghĩ tới con mẹ đó nhìn mình vậy mà kêu bằng cậu, bực bội dễ sợ. Phải chỉ có ai tiếp bằng công chuyện nhà cho đỡ bực bội. Giờ phải nai cái lưng ra đi quét nhà quét cửa nè. Đâu có như ai kia ngồi thảnh thơi ngồi trên cao hửi nhang gì tối ngày. Vậy cháy muốn thảnh thơi hửi nhang chung với em không? Thôi tự hửi đi, cháy đi quét nhà không thèm cãi nữa. Bà ba với bà Tư về tới sớm thì mới biết đêm qua ở xóm xảy ra hai sự lạ. Đêm qua bà Chính Hồ không biết bị cái gì mà ngất xỉu ngay giữa nhà. May mà Út Ngoan kịp thời phát hiện kịp nên mới nhờ thêm người đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói bà bị đột quỵ, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng phục hồi thì còn bỏ ngỏ. Thêm một sự khác là sáng sớm người ta phát hiện ra Năm Vàng, chồng của bà Hai Tiền thầu đề, nằm ngủ ở gốc cây đề đầu xóm. Trên người không một miếng vải che thân, phần hạ bộ thì sưng to bất thường. Lúc phát hiện ra, người ta gọi mà không tỉnh, cho nên quấn đại cho ông cái mền, rồi cũng đưa thẳng vô bệnh viện. Mấy bữa sau tỉnh lại, ông vẫn không được bình thường, cứ ngơ ngẩn suốt ngày. Gặp ai ông cũng cười, chỉ khi gặp Út Ngoan là ông ta né tránh, sợ hãi chỉ vô cô mà nói cô là ma. Lại mấy ngày nữa trôi qua, nhờ có lá bùa của Năm É cho mà bà ba ngủ ngon hẳn, không còn bị vong hồn Út Ngân về quấy phá nữa. Thế nhưng khắp xóm lại rộn lên cái tin đồn hồn ma Út Ngân cứ lảng vảng ở gốc cây đề đầu xóm. Nhiều người đi ngang đó vào ban đêm thường sẽ bị cô chọc phá. Trời ơi, hết chỗ hẹn rồi hay sao? Hẹn ra cái chỗ tối thui à, bị đồn là có ma nữa vậy trời. Biết người ta sợ ma lắm không hả? Tiếng một người phụ nữ ổng ẹo. Người thanh niên cười hề hề đáp lại bằng cái giọng khá tình tứ, tai vẫn sờ soạn lung tung. Chỗ tối thui mới làm những cái chuyện mà không ai nhìn thấy chứ. Cái chỗ bị đồn là có ma, người ta mới không có lui tới, mình mới có không gian riêng tư nè. Kiều lợi nhà người ta đi mà không chịu. Ở nhà vừa có đèn, vừa kín đáo, mà lại an toàn nữa. Ra đây cho mũi chích muốn chết luôn vậy hả? Thôi đi, có vợ lén lút quen rồi, tự nhiên nay chui vô nhà mấy người, chẳng cho chồng mấy người phát hiện ra hay gì. Mấy nay cha nội đó cứ khùng khùng điên điên, biết gì đâu sợ. Tôi còn tính tống thằng chả vô nhà thương điên cho rồi. Tới lúc đó hai đứa mình sẽ tự do mà qua lại. Ui da. Nói xong, người phụ nữ lấy tay đập vô một bên má, vì vừa có một con muỗi mới chích bà ta. Bà ta vừa xoa má vừa đũng nịu nói, hẹn người ta ra đây, ngồi nãy giờ mũi nó chích quá trời rồi. Bây giờ có thích chích người ta không? Hay cứ để mũi nó chích hoài vậy? Có chứ, nhớ muốn chết à. Nhưng mà còn thủ tục. Biết rồi, đây nè, không biết có thương người ta thiệt không, hay là thương tiền nữa. Người phụ nữ móc trong túi ra mấy tờ 500 ngàn đập vô ngực người thanh niên nọ. Người thanh niên liền nhanh chóng cất tiền vô túi, rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến người phụ nữ. Đang hăng say thì từ đâu có ánh đèn pin rọi vô mặt. Một người đàn ông cầm cây miệng la lớn, má tụi mày, thì ra là mày, thằng hai đĩa.
tụi mày gan lắm. Còn dám chơi trò phi công trẻ lấy máy bay bà cố nội hả? Tao đập thấy bà nội tụi mày hết. Thứ mèo mã gà đồng, con đàn bà lăn loạn trắc nết. Vì quá bất ngờ, thằng hai đứa không kịp chạy, ăn ngay một gậy của Năm Vàng vô lưng. Nó vội vàng bỏ chạy đi thì bị Năm Vàng rút con dao găm ra đâm thêm một nhát. Năm Vàng hăng máu, ông ta rút dao ra định đâm cho nó thêm phát nữa thì nó kịp thời dùng hai tay đỡ lấy. Hai bên giằng co quyết liệt. Thằng hai đứa bị ăn một gậy cùng với một nhát đâm nên có phần yếu thế hơn. Bà Hai Tiện thấy vậy thì giúp đỡ cho nhân tình trẻ. Bà ta ra tay phụ thằng hai đứa giành lại con dao. Nhờ có Hai Tiện giúp sức, hai đứa cũng giành được con dao, rồi xiên luôn cho Năm Vàng mấy nhát, sau đó bỏ chạy đi. Năm Vàng mất nhiều máu nên không đi nổi, chỉ nằm thôi thớp mà yếu ớt kêu cứu. Người dân quanh đó nghe tiếng động thì cũng chạy ra xem có chuyện gì. Tới nơi đã thấy Năm Vàng nằm trên vũng máu, còn Hai Tiền thì thất thần như kẻ mất hồn vì không biết mình vừa làm ra chuyện gì. Người ta vội đưa ông Năm lên bệnh viện cấp cứu, còn thằng Hai Đía sau đó cũng gục ngã bên đường rồi cũng được đưa đi cấp cứu. Bà Hai Tiền bị giải về trụ sở để lấy lời khai. Ở một nơi gần đó, một cái dông ngải đang miếu máu khóc vì bị một dông ma nữ giữ lấy. Nó nhìn người ta giải bà Hai Tiền đi, nó miếu máu nói: "Tại cổ không đó, tại cô giữ tôi lại cho nên tôi không có thông báo cho chủ tôi được. Bây giờ người ta biết hết rồi, thế nào bà cũng chửi tôi cho coi." Công nhận cái bà nội Hai Tiền này, đã chơi ngải mà chơi ngải xịn xịn chút đi, chơi cái ngải gì đâu chỉ biết canh gác với khóc không à. Thì tôi là ngải cấp thấp mà, chỉ làm được nhiêu đó việc thôi à. Mới lú đầu lên được có chút xíu thì bị nhổ đem về luyện rồi. Tôi mà là ngải cấp cao á thì đâu bị cô giữ lại vậy đâu. Thôi mọi chuyện xong rồi, tha cho mày đó, lèm bèm mắc mệt à. Đi theo bảo vệ chủ mày đi. Bà bị bắt quả tang ngoại tình rồi, bảo vệ gì được nữa. Kiểu này chắc trở về tu luyện tiếp thôi. Cái dòng ngải đi rồi, dòng ma nữ mới cười mỉa mai. Ác giả ác báo, các người đừng có trách tôi. Lại nói tới bà Ba Loan, nhờ có mấy lá bùa dán ở cửa nhà và cửa phòng nên bà tạm thời yên ổn được mấy đêm. Thế nhưng qua mấy đêm sau, đêm nào Út Ngân cũng ở ngoài hè khóc lóc gọi giọng vô, nói cô không vô được nhà, cô lạnh lẽo lắm. Cả bà và Hai Lâm đều nghe thấy. Tuy nhiên với linh lực của lá bùa, bà Ba không bị vong hồn Út Ngân dẫn dụ mà treo cổ nữa. Một lần nữa bà Ba lại tới mời thầy Năm É tới coi giúp, và lần này đích thân Năm É tới nhà cô việc. Nửa đêm, tiếng Út Ngân từ ngoài hè vọng vô: "Oan ức cho con lắm má ơi. Má ơi cho con vô nhà đi má, con lạnh lẽo lắm má ơi." Không có tiếng trả lời. Lát sau cô lại kêu: "Đi với con đi má ơi, đi chơi má ơi, đi chơi vui lắm má. Đi nè, chơi nè, cái thứ mất dạy. Má chồng mày mà mày cũng muốn bắt theo nữa hả? Sống đã không đàng hoàng, chết mà cũng đàng hoàng nữa." Một cái dông với quần áo sặc sỡ, tím xanh đỏ vàng có đủ hết, vừa nắm đầu vừa đánh chửi xối xả. Út Ngân không kịp trở tay, cô la lên quay quái: "Ủa da, mà cái gì mà đánh dữ vậy? Ma cũng là con người mà, mắc gì đánh dữ vậy? Có gì từ từ nói. Ủa da, ma là ma, chứ ma là người là cái gì mày? Đi, đi vô đây, chuyến này mày tới công chuyện rồi." Nói rồi cả hai vong hồn đi vô nhà. Tới trước mặt của Năm É, bà Loan và Hai Lâm cũng đang chờ sẵn. Vong hồn mặc đồ nhiều màu sặc sỡ, không ai khác chính là Út Hậu.
được coi như là tổ mà năm é đang thờ, là người bạn đồng hành trong những lúc hành đạo. Năm é nhìn Út Ngân mà nói: "Ê gái, chết rồi sao không yên phận, còn lên đây kiếm bả hoài đặng chi vậy? Dưới đó có gì vui mà đòi kéo bả theo? Biết làm vậy là bất hiếu với má chồng lắm không?" "Dạ thưa thầy, tôi bất hiếu, còn bà ta thì bất nhân." "Mới thưa ai đó." Năm é lườm mắt một cái, Út Ngân hiểu ra, mới cúi mặt thưa: "Dạ thưa cô, con chết hoàng chết ức, tất cả là lỗi cho bà ta gây ra." "Nè con, con đừng có nói vậy chứ. Là do con suy nghĩ nông cạn, má cũng đâu có mắng chửi gì con đâu. Má muốn là con từ từ bình tĩnh lại, vậy mà con quá dại dột. Má muốn giúp con cũng đâu có giúp được cái gì." "Cô đó, lúc còn sống thì lọc lừa dối trá, chết đi rồi vẫn còn ngang bướng. Xin thầy, xin cô đừng có nương tay với cái thể loại này." Út Ngân cười mỉa mai: "Đúng vậy, cô nên mạnh tay với tôi. Chứ nếu không à, tôi về tôi bắt hết cả hai mẹ con nó đi. Một thằng chồng tệ bạc, không biết nói lý lẽ, một bà mẹ độc ác, khốn nạn, trốn dưới lớp vỏ bọc nhân đạo." Hai Lâm định lên tiếng chửi vợ, nhưng Năm É đã vội cản lại. Cô hỏi: "Từ từ, để cho nữ này nói. Tôi thấy nữ này có nhiều điều oan ức, ta cho phép nữ nói đó. Nói đi, tại sao lại về bắt đòi mẹ chồng theo, trong khi ta thấy ngài vợ chết chẳng có phạm trùng?" "Thưa cô, từ khi về đây làm dâu, con luôn chung thủy với chồng, hiếu thuận với mẹ chồng. Thấy chồng đi làm cực khổ, tiền anh đưa bao nhiêu con đều dành dụm hết, không có dám xài gì cho con. Có bao nhiêu thì sắm vàng để dành đó, để lo cho cuộc sống sau này. Vậy mà chỉ trong một thoáng lơ là, người ta tráo hết số vàng đó thành vàng giả, rồi đổ lỗi hết lên đầu con. Trong khi thằng chồng nhu nhược cứ khư khư đổ cho con, thì bà ta lại nhẹ nhàng xoa dịu, nói đỡ cho con. Bà ta nói dù con có làm gì thì bà ta cũng tha thứ. Bà ta thể hiện lòng bao dung, trong khi chính bà ta mới là người tráo số vàng đó. Bà ta tuy không chửi mắng, nhưng nói như vậy thì chẳng khác nào bà ta bắt con thừa nhận chuyện đó rồi." "Cái gì? Sao con nói má như vậy chứ? Má không có à. Con đừng có nghĩ con là ma rồi á, thì muốn nói cái gì nói nghe." Bà ba giật mình mà chối đầy đẩy. Út Ngân lại cười: "Ba cây rưỡi vàng, má bán ra được 187 triệu. Má trả nợ cho bà hai tiện hết 120 triệu. Má lấy 5 triệu mua vàng giả thế vô, còn bao nhiêu thì để dành đánh đề tiếp. Hổm rài má thua hết 30 triệu, còn lại 32 triệu má vẫn cất ở trong phòng của má đó. Nếu các người không tin có thể vô đó mà coi, hoặc có thể đi hỏi bà hai tiện, không thì lên chợ hỏi thằng Sáu Cò coi có phải không. Nó là người bán vàng giả cho má đó." Bà ba ú ớ. Hai Lâm nhìn má mình mà gằn hỏi: "Má ơi, má nói gì đi, có phải sự thật là vậy không má?" Má không biết gì hết á." Hai Lâm như hiểu ra vấn đề, anh ta vịn hai vai bà ba, nhìn thẳng vào mắt bà mà trách: "Tại sao lại như vậy hả má? Tại sao má làm ra cái chuyện như vậy? Nhà cửa trong ngoài, vợ chồng con đều lo hết. Má có thiếu tiền thì má nói, vợ chồng con đưa cho má.
Có đâu mà má làm rồi còn đổ thừa cho vợ con như vậy nữa. Má hại con, hại vợ con rồi má ơi. Nam mé cười khinh. Cậu không nghe vợ cậu nói, bà lấy vàng đem đi trả tiền thu đệ hả? Số tiền lớn vậy sao dám mở miệng xin, đành phải ăn cắp thôi. Dạ không cãi, tại tôi thua nhiều quá, không có trả nổi cho nên. Nhưng mà tôi chỉ mượn tạm thôi, tính kiếm gỡ rồi mới mốt trả lợi sau. Có vẻ đâu nó phát hiện sớm quá, tôi mà nhận thì tôi xấu mặt với bà con. Với lại tôi cũng tính kêu nó về bến cho mọi chuyện lắng xuống, rồi tôi thú thiệt với nó sau. Bà tính nói vậy phải không? Dạ đúng, cái gì cô cũng biết hết trơn, bởi vậy người ta khen cô quá chừng. Khỏi nịnh bà già, tôi không quen nghe nịnh. Mấy người như bà tôi gặp hoài, có ông bài nói tới nói lui chứ mấy. Tự nhiên nó nói gì đòi bắt bà theo là tôi nghi nghi rồi. Bởi mấy lúc đầu gặp bà đó là thấy 6 chữ nó hiện rõ trên mặt trời. Út Hậu khiều khiều năm é hỏi: 6 chữ gì vậy chế? Sao em không thấy gì hết trơn vậy? Là gian gian díu díu mập mờ đó chứ gì. Cái mặt gian ác nhìn thấy phát ghét à. Bà ba cúi mặt không dám ngẩng lên. Hai Lâm mới quay qua giọng hồng của vợ: Em ơi, anh xin lỗi em, là lỗi tại anh, tại anh hết, tại anh hồ đồ, không suy nghĩ trước sau. Tại sao em không giải thích rõ ràng? Tại sao em lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Chuyện nó đâu còn có đó mà. Anh cũng biết nói câu đó hả? Sau cái bữa xảy ra chuyện, anh không bình tĩnh như vậy đi. Vợ chồng ở với nhau mấy năm trời, không lẽ anh không hiểu tính tình của tôi ra sao? Tôi muốn giải thích lắm chứ, mà ai nghe? Có ai chịu cho tôi giải thích không? Tôi ôm độ bước ra đường, người ta nhìn tôi sầm xì to nhỏ, nói tôi đủ điều. Người ta nói tôi đem tiền về cho má tôi, người ta nói tôi đem đi cho trai ăn. Mặt mũi nào nữa mà tôi nhịn ai? Mặt mũi nào mà tôi về nhà ba má tôi để đem thêm tiếng xấu về cho ông bà? Chỉ có cái chết, chỉ có cái chết mới chứng tỏ được sự trong sạch của tôi. Anh hiểu hay không? Rồi chứng tỏ được chưa? Hay tới giờ vẫn chưa chứng tỏ được gì? Nam é hỏi một câu khiến cho Út Ngân cứng họng. Cô khẽ khàng đáp: Dạ chưa. Thấy chưa, lúc đó ngu, không biết suy nghĩ, cuối cùng chết ngắt. Bởi ta nói chết có giải quyết được gì đâu, mà sao khoái tự tử ghê á trời. Rồi nghe tôi hỏi nè, mắc giống gì đi nhắc mấy người trong xóm chi vậy? Dạ tại bùa của cô mạnh quá, con không vô nhà được, cũng không dẫn dụ bà đi tự tử được. Con buồn chán quá mới lang thang ra gốc cây đệ đầu sớm mà ngữ. Nhớ lại mấy cái người nói xấu con lúc đó nên con ghét, con nhát cho bỏ ghét vậy thôi. Chứ người tốt thì con giúp đỡ, đâu có nhát gì đâu. Rồi nói tôi nghe, gần đây có mấy vụ lạ lạ trong xóm, có bàn tay của nữ nhúng vô phải không? Dạ đúng vậy. Sao kể nghe coi, mắc gì làm cho bà Chính Hồ tai biến, rồi mắc gì làm cho anh cha Năm Vàng khùng khùng, rồi vẫn chả đi bắt ghen nữa vậy? Lại nói, hai vợ chồng bà Hai Tiền với Năm Vàng là thầu đề giàu có trong xóm. Nhờ cái nghề thầu đề mà họ giàu lên nhanh chóng. Bà Hai Tiền có nuôi một cây ngải, chỉ là ngải cấp thấp thôi, chỉ có tác dụng canh giữ và hù dọa, chứ
chứ không hại người được. Hàng đêm bà ta sai nó đi vào giấc mơ những người mê đệ để cho họ chiêm bao mộng mị. Từ đó bàn ra những con số để mà đánh. Những người khác chỉ mê đệ, chỉ biết lao vào mà chơi, chứ không biết tốt xấu gì cả. Thằng Hai Đía cũng là một tên nghiện đề nặng. Nó nợ tiền thua đề của bà Hai tới mấy chục triệu. Không có tiền trả, bà Hai mới gạ gẫm nó. Chỉ cần nó làm phi công cho bà ta, bà sẽ xóa hết nợ và còn cho thêm tiền để mà tiêu xài. Trong cơn túng quẫn, nó đồng ý luôn. Xài cái dông ngải đi vào giấc mơ đã chán chê, bà liền nảy ra cách làm khác. Bà ta đưa cho thằng Hai Đía một bức tượng Phật quỷ, rồi mới nói dối với mọi người rằng có con quỷ lâu năm ngủ trong đó. Và chính nó đã cho số thằng Hai Đía trúng liên tiếp mấy ngày liền. Cái ngày hôm đó mọi người tới nhà nó, giọng nói âm u phát ra kia chính là giọng cái dông ngải bà Hai Tiền nuôi giả lại, chứ thiệt ra chẳng có con quỷ lâu năm nào ở đây hết. Tất cả mọi chuyện là do thằng Hai Đía nó nói dối để gạt mọi người mà thôi. Vì sợ bị phát hiện trong mối quan hệ nên bà Hai Tiền với thằng Hai Đía thường hẹn hò lén lút với nhau. Những lúc như vậy đều có cái dông ngải canh chừng từ xa. Nếu bị theo dõi hay có ai xuất hiện, nó sẽ thông báo ngay lập tức. Cho nên cả hai qua lại đã lâu mà không hề bị phát hiện. Còn ông Năm Vàng, ông ta cũng đâu có thua gì vợ, cũng ra ngoài gái gú, rượu chè bê tha đủ thứ. Bà Chính Hô cũng thua đề, thiếu nợ rất nhiều, con số lên tới hàng trăm triệu, không tài nào trả được. Năm Vàng mới nói với bà ta: "Tôi có thể xóa hết nợ cho bà đó, còn cho thêm bà số tiền để bà đánh đề. Chỉ có một điều kiện nhỏ thôi, bà có muốn không?" "Điều kiện nhỏ mà đổi lại số tiền lớn như vậy, chắc tao không dám nhận đâu. Muốn gì nói mẹ đi, tao ghét cái thứ dòng do tam quốc lắm. Muốn con gái tao chứ gì?" "Tùy xấu xấu cũng cái thông minh đó bà chị." "Vợ sao, con muốn thương lượng không?" "Muốn, muốn chứ. Tôi thích mấy người mau lẹ vậy đó. Bây giờ xóa nợ 80 triệu, cho thêm 20, chịu thì chơi." "Thêm 30, được thì đưa tiền đây. Kính đáo kỹ càng gọn lẹ, có trục trặc gì tao không chịu trách nhiệm à." Cuộc giao dịch hoàn thành. Tối đó bà Chính sai Út Ngoan đi tới nhà cô Tám để xin ít cây thuốc trị đau lưng gì đó về nấu uống. Chỉ cần bà Chính sai thì dù là nửa đêm gà gái, Út Ngoan cũng phải lội đi. Nếu không thì thể nào cũng bị ăn chửi, nặng hơn là bị đánh. Nhà cô Tám ở sâu trong ruộng, muốn đi tới đó phải qua mấy cái chòi dịch thì mới tới được. Mùa này người ta không có dịch chạy đồng nên mấy cái chòi bỏ không. Năm Vàng đợi sẵn ở đó để mà hành sự. Út Ngoan đi được một đoạn thì gặp chị Ngà, con cô Tám đi ngược ra. "Ủa, giờ này cũng tối rồi, chị còn đi đâu vậy chị Ngà?" "Má nhập viện, chị về lấy đồ rồi lên cho má. Còn em đâu giờ này vậy?" "Dạ, má sai em lại nhà chị á, xin mấy cây thuốc trị nhức lưng gì đó. Má nói cô Tám kêu vô lấy." Thôi em về đi, giờ ở nhà không có ai hết á, chị phải lên với má liền. Ngày mơ chị về rồi chị đem vô luôn cho." "Thiệt tình à, giờ này cũng bắt con nhỏ lặn lội đi mình ơn vậy đó. Không hiểu nổi bà Tím Chính này luôn. Bộ bá không có sợ mày gặp mấy cái thằng biến thái hay gì sao?" "Má em đó giờ vậy á. Vậy thôi em về, chị cho em gửi lời thăm cô Tám nha." Ừ, chị cảm ơn." Năm Vàng đợi một lát thì thấy Út Ngoan đi tới. Ông ta lao ra ôm chầm lấy cô, một tay ôm một tay bịt miệng. Nhưng lạ thay, không có sự chống cự hay kêu la gì hết, chỉ nghe cô nói bằng cái giọng lả lời: "Không biết là chú mà chú Năm, con không có la lên đâu. Chú đừng có bụm miệng con ngợp thở chết á. Thiệt ra con khoái chú lâu rồi,
mà không dám nói. Bữa nay chú với má con nói chuyện á, con rình nghe hết rồi. Năm Vàng sướng như được lên tiên. Ông ta cười dê, tay vẫn không quên sờ soạn khắp cơ thể non tơ của Út Ngân. Trời ơi, anh còn trẻ măng hả? Anh nhỏ hơn má em 2 tuổi lần đó. Đừng có kêu bằng chú, nghe nó già lắm. Dạ, vậy em kêu bằng anh nha. Trời ơi, nghe cái tiếng Anh nó đã gì đâu đó. Khoái người ta mà không chịu nói sớm, làm tốn cả 100 triệu uổng ghê. Hả? À, anh tiếc tiền với em với má em á hả? Không, đâu có. Thôi vô đây với anh đi. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của hai đứa mình. À khoan, ở đây mùi dịch hôi lắm, em không khoái. Đi với em đi, em biết có một chỗ sạch sẽ mà kín đáo nữa, đảm bảo không ai phát hiện hết á. Được, đi đâu cũng được hết, mà lẹ lên. Năm Vàng hối thúc, Út Ngoan lại cười. Giờ đi bình thường em không thích, em muốn anh làm thú cưng, đi theo sau lưng em, có chịu không? Chịu, em muốn làm gì anh cũng chịu hết mà. Vậy làm chó đi sau lưng em nha. Nè ngoan, đi theo ta nè. Năm Vàng nghe lời, quỳ xuống bò bằng 4 chân. Vừa đi theo sau lưng Út Ngoan, vừa sủa vừa tru tréo, trông cũng giống lắm á. Cả hai đi hoài, đi tới gốc cây đề đầu sớm lúc nào, ông ta không hay biết. Tới nơi, cả hai lao vào hoang lạc. Năm Vàng cởi hết đồ dứt qua một bên, rồi lao lên ngấu nghiến lấy người Út Ngoan, như thể thèm khát từ đời nào. Bỗng chốc ông ta thấy cả người cô cứng như khúc cây. Nhìn lại thì thấy bản thân đang ôm lấy gốc cây đề. Út Ngoan đứng phía sau cười khúc khích. Quay lại thì rõ ràng là cô đang đứng đó. Nhưng trong một phút chốc, gương mặt cô sần sùi, biến dạng đi, trông vô cùng kinh dị. Cô lẹ cái lưỡi chài liếm lên mặt của Năm Vàng. Ông ta không chịu nổi cảnh đó mà ngất xỉu đi. Bây giờ cô gái mới chịu quay về hình dạng thực của mình. Cô là Út Ngân, chứ nào có phải Út Ngoan, con gái chính hô đâu. Về phần chính hô, đang ngồi nhà trong đứng trong ngồi, thì bỗng nhiên có cơn gió lớn thổi tóc vào, cửa nẻo đập vô nhau lung tung. Bà ta vội đi khóa cửa nẻo cẩn thận lại. Vừa gài xong các chốt cửa, quay lại thì thấy Út Ngân đang đứng lù lù trước mặt. Cô đưa gương mặt hung dữ nhìn bà ta mà chửi: "Tướng đồ độc ác, con gái mình mà coi như kẻ thù, không biết yêu thương nó, còn muốn bán nó cho người ta để lấy tiền. Bà đúng là không phải con người mà." Chính Hồ ú ớ rồi té ngang, chẳng nói được lời nào. Út Ngân hừ lạnh: "Nhát như thỏ đế. Được rồi, cho bà sống không bằng chết. Nhưng làm vậy thì tội con Út, nó sẽ phải nuôi bà ta. Mà thôi kệ, làm trước cái đi. Có gì mới mốt cho bà khỏe lại bình thường cũng được, phải đại đọa bà ta một chút chứ." Út Ngoan về tới nhà thì phát hiện ra Chính Hồ ngất xỉu. Đưa đi cấp cứu thì người ta báo là bà bị đột quỵ. Thực chất đều là do Út Ngân làm ra. Bởi vậy mà cái trường hợp này y học cũng bó tay. Lại nói tới Năm Vàng, hôm sau tỉnh lại thì khùng khùng điên điên, phần hạ bộ sưng tấy lên. Vì ông ta khùng cho nên tần suất qua lại với cặp phi công máy bay càng nhiều hơn. Hôm đó trong lúc bà Hai Tiện nói chuyện điện thoại với thằng Hai Đía, Út Ngân đã thu lại phép. Năm Vàng liền tỉnh táo và nghe được cuộc nói chuyện đó. Ông ta quyết định giả khùng tiếp tục để mà theo dõi vợ. Đáng lẽ ra ông ta không thể nào bắt được quả tang, chỉ lúc nào bên bà Hai Tiện cũng có cái dòng ngải đi theo để cảnh báo. Út Ngân thấy vậy thì bắt cái dòng đó lại. Nhờ đó mà Năm Vàng mới suôn sẻ bắt được quả tang vợ mình ngoại tình với trai trẻ. Mọi việc diễn ra sau đó thì mọi người đã biết.
Nam Mé nghe xong thì thở dài cảm thán. Cái con Út Hậu á, nó theo tôi hành đạo cũng hai mấy năm nay rồi, chưa bao giờ gặp cái xóm nào mà nó như cái xóm này luôn á. Gì đâu mà rối beng lên hết trơn vậy không biết nữa. Nhưng mà thôi đi, dù gì nữ cũng chết rồi, nghe lời ta, buông bỏ hết đi ha. Không được. Tao tán à, chỗ tao đang nói mà nhảy vô họng tao không? Nè, mày nhảy vô đi, mày ngồi luôn đi. Út Ngân cúi đầu im bặt. Nam Mé lại nói, muốn nhỏ nhẹ cũng không được, giờ phải làm lại từ đầu nè. Cô tặng hắn, rồi nhỏ giọng, bây giờ á, buông bỏ hết đi, theo ta tu tập tích đức. Ta thấy nữ cũng là người thiện lương, cho nên ta mới nhận á. Cứ lo tu tập đi, nào mãn dương thọ rồi về dưới đặng mà đi đầu thai ha. Chấp niệm hoài cũng đâu có được cái gì. Nhưng con mang tiếng hoàng thì phải làm sao thưa cô? Cái đó để cô lo. Nam Mé quay qua lườm bà ba. Ngày mơi, bà đi thông cáo lại cái chuyện hôm bữa, kể hết cho người ta nghe sự thiệt. Bà mà không minh oan cho con nhỏ, tôi thả nó ra cho nó xé bà. Bà biết chưa? Dạ, tôi sẽ làm mà. Ngân ơi, mày tha lỗi cho má đi con. Má ân hận lắm rồi. Mày mốt má không đề đốm gì nữa hết trơn á. Tại gia đình chủ thầu đề có chuyện, cho nên không chơi được nữa chứ gì. Nam Mé trề môi khinh bỉ. Hai Lâm mở miệng định nói gì đó thì Nam Mé lên tiếng trước. Thôi khỏi nói đi, tính xin lỗi năn nỉ bỏ qua rồi tha lỗi chứ gì. Đúng rồi phải không? Mệt mỏi quá. Sau cái lúc xảy ra chuyện không biết suy nghĩ đi, xong rồi mới xin lỗi. Xin lỗi có làm con vợ nó sống lại được không? Cái thứ hồ đồ, vô trách nhiệm, vô lương tâm, vô giáo dục dụ dỗ vợ giáo viên. Ê ê ê, lố, chị chửi lố rồi cháy ơi. Út Hậu nhắc nhở, Nam Mé mới xua tay. Thì nói chung là vậy á, mệt quá, hết văn chửi. Bây giờ để cho bà chính hô bà tỉnh lại bình thường đi. Để bà nằm một chỗ như vậy còn tội con Út thôi. Mới mốt bà còn mà không lo tu chí làm ăn á, không biết yêu thương con nhỏ nữa thì mình tính sao? Mọi chuyện xảy ra trong cái xóm này ha, cũng là do một con ma làm ra hết. Ý cô nói con á hả? Không phải, con ma đệ đó. Ủa cô ơi, có con ma đệ nữa hả cô? Bà ba thắc mắc. Nam Mé cười nhạt. Ma đệ ở đây á, chính là lòng tham của mấy mẹ đó. Mẹ bà chơi đề mà còn tưởng tượng còn hay hơn mấy ông nhạc sĩ thi sĩ nữa. Người ta nhìn cái gì cũng thấy thơ thấy nhạc hết. Còn mấy bà thấy cái giống gì cũng bàn số được. Tôi là phải nể lắm luôn đó. Có bà đi khám bệnh, tiền thuốc hết 590 ngàn, cái dìa đè đập con 59, chiều thua thêm mấy chục ngàn. Phải tiền đó để dành mua đồ ăn bồi bổ phải tốt hơn không? Rồi người ta nói cái gì mà chim bao giải mộng, cầu hồn sinh số, nhảm nhí hết sức. Tao mà là ma hả? Tao cho số được thì tao cho người nhà tao quánh kiếm tiền, mắc mớ gì cho mấy mẹ ăn chi. Vậy mà cũng đè đầu đi cầu số các kiểu, thiệt không hiểu nổi hả? Im lặng một chút, Nam Mé lại nói tiếp. Bà nhìn đi, bao nhiêu người trong cái xóm này mê đề mê đớm, rốt cuộc có nhận lợi lực cái gì không? Bà chính hô tới con gái cũng muốn bán nè. Thằng hai đía thì tan nhà nát cửa, bao nhiêu đất đai cha mẹ để lại cho nó bán sạch hết rồi, rồi đi mần phi công phi kiết gì để trả nợ. Bây giờ còn dướng vô dòng lao lý nè. Rồi còn bà gián tiếp hại chết con dâu,
một mạng người đó. Ôi, rồi còn bao nhiêu cái gia đình khác trong xóm này. Thấy có ai chơi đề mà có cuộc sống hạnh phúc chưa? Ngay cả vợ chồng cha thầu đề giàu có đó mà có hạnh phúc không? Cũng đồng sàng dị mộng thôi. Rồi nay mai gì công an cũng thợp à. Chuyến này đi tù mọt gông cho coi. Chỉ có lao động chân chính mới đem lại cuộc sống ổn định dài lâu, có biết chưa hả? Dạ, tôi biết rồi, tôi thấm rồi. Ôi, mệt. Thôi về, dẫn cô Ngân về theo mình luôn. Trên đường đi, Út Hậu mới an ủi. Nè Ngân à, cho chế xin lỗi cái vụ hồi nãy nha. Dạ có gì đâu chế, em đâu có trách chế. Nhưng mà em buồn. Thôi, số kiếp mình nó vậy rồi, đừng có buồn nữa nghe cưng. Theo chế dịa đó mà tu tập, nào mãn dương thọ thì dị chứ đầu thai, còn không á thì theo chế làm tổ theo phù hộ chế năm nè. Thôi 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 chế lại mấy cưng, mình ên cưng là chế mệt mỏi rồi. Nhờ cưng mà hai mươi mấy năm nay chế vẫn chưa qua được Thái Lan đó, cưng vui lắm hay gì. Cái số nó vậy, thôi chịu đi chế ơi. Chịu cái gì, khoái ở lại thì kiếm ai dựa đi, mắc gì dựa vô tôi hoài. Đang bán đồ tươi ngon lành, bắt người ta đi làm thầy làm bà, nghĩ tới mà quạo thiệt. Út Ngân nghe vậy cũng không nhìn nổi cười. Cô hỏi, ủa vậy là hồi đó chế Hậu chết rồi theo cô Năm đi hành đạo hả? Mà con nói thiệt, thấy cô nói chuyện hơi đanh đá, nhưng mà cái tâm cô tốt lắm đó cô Năm. Cái này con nói không phải nịnh đâu nghe. Ừ, tâm tôi tốt, con cái mỏ hơi hổn thôi. Ai mà hiểu tánh tôi thì ăn hết ruột của tôi còn được. Chứ giọng cái thứ nghiệp chướng hả, tôi chỉ muốn xé nó ra thôi à. Coi coi, cái nết quá trời quá đất, hai mươi mấy năm rồi cũng không bỏ nữa. Ủa mà chế Hậu à, hai mươi mấy năm qua chắc hai người cũng trải qua nhiều biến cố lắm hả? Bữa nào rảnh á, chứ kể em nghe về những lần hành đạo của hai người đi. À mà lần gặp nhau đầu tiên của hai người là khi nào vậy? Chế hả? Gặp bả lần đầu là cái lúc bả với chế giúp một cái xóm nhỏ bắt ma da. Rồi sau đó xảy ra nhiều chuyện lắm. Để chế kể cho cưng nghe cái vụ bắt ma da trước đó đi, vui lắm. Rồi mới mốt rảnh rảnh á, chứ kể cho nghe nhiều chuyện ly kỳ hơn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Đề, một sáng tác mới của tác giả Trần Văn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.